Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 818 Cung Phụng Ác thi vũ hóa này bất động không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng hề mở mắt, nhưng cái cảm giác nghẹt thở do cổ bị bóp lấy đó của tôi lại vô cùng chân thực, giống như bị một đôi tay bóp chặt lấy vậy. Cái luồng khí lạnh đó từ tứ chi bách huyệt truyền tới. Cái xác ác thi vũ hóa tàn tạ đó khiến tôi rõ ràng cảm nhận được, hắn tỉnh rồi, đang chăm chú nhìn tôi. Hơn nữa trong ánh nhìn chăm chú này bao hàm nỗi oán hận, độc địa mãnh liệt. Cảm giác cổ bị kẹt cứng ngày càng trở nên mãnh liệt, thiếu khí cực độ khiến tôi cảm thấy đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tôi đột nhiên phát giác ra điểm bất thường, khó nhọc cúi đầu xuống nhìn một phát, trên cổ hóa ra đúng là có một đôi bàn tay thật. Đôi bàn tay này khớp ngón tay nổi gồ lên, bên trên toàn là vết chai, rõ ràng là bàn tay của dân nhà võ. Khóe mắt liếc ra phía sau, người đang bóp cổ tôi, hóa ra lại là phùng quân. Ánh mắt hắn đờ đẫn, vẻ mặt hung hãn ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên trên mặt hắn sát khí bừng bừng tôi ban đầu còn cho rằng đây là áp lực tâm lý mà ác thi vũ hóa gây ra cho tôi nhưng không ngờ rằng hắn hóa ra lại khiến phùng quân trúng vong đúng thật là dữ cũng đúng vào lúc này lại có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới tiếng bước chân này càng khiến tôi rùng mình một phát lại tới một người nữa hay là mấy người nữa giây phút nghĩ tới tôi lập tức giơ tay lên dương công bàn trực tiếp vỗ thẳng một phát lên trên mặt phùng quân bốt một tiếng khẽ vang lên tôi còn nương tay không vỗ mạnh xuống chứ nếu không dương công bàn có kèm theo cả đĩa vuông này nhất định có thể khiến xương mũi của phùng quân bị đánh gãy một tiếng hự vang lên bàn tay trên cổ trong nháy mắt buông ra tôi nhanh chóng quay đầu lại phùng quân bịch 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 lùi ra sau tận mấy bước đồng thời tôi cũng nhìn thấy mấy người trần mù lưu văn tam phùng bảo đang từ phía hành lang bên kia lao lại Phùng quân đang lùi sau, Phùng Bảo trực tiếp lên trước, cùi chỏ kẹp thật mạnh lấy cổ của Phùng quân. Anh ta chỉ bị trúng vong thôi, không sao rồi. Tôi lập tức liền nói một câu ngăn chặn, động tác của Phùng Bảo cứng đờ lại, không tiếp tục xuống tay ác. Vô duyên vô cớ trúng vong. Vừa nãy đúng gặp quỷ rồi, Phùng quân ở hậu viện đang yên đang lành tự nhiên một phát liền chạy thẳng ra ngoài. Lưu Văn Tam nhíu mày nói con người màu xám trắng của trần mù lại chăm chú quan sát cổ quan tài bằng gỗ ngũ quỷ từ từ bước đến trước quan tài chầm chầm nhìn xác chết ở bên trong dựa vào thị lực của trần mù lão chắc không cách gì nhìn rõ xác chết ở trong quan tài nhưng có thể nhìn thấy hình bóng đại thể tôi trước tiên trả lời vấn đề của lưu văn tam đại khái liền nói một chút về cái xác ác thi vũ hóa này tôi vừa nãy kích động đến hắn hắn tìm một người để nhập vong thì uy phủ đầu với tôi mà thôi Lưu Văn Tam ngay lập tức rút trảm quỷ đao ở thắt lưng ra, lão cũng đi đến phía trước quan tài, trảm quỷ đao liên tiếp múa máy tận mấy phát, chửi một chữ địch, nói nó dám ra oai với mày, đợi lúc nữa chú dở hết tứ chi của nó xuống. Tiếp đấy Lưu Văn Tam lại ý một tiếng, nói, không có tứ chi, thiếu một cánh tay, chỉ có tam chi, được. Càng dễ dở. Đương nhiên tôi biết Lưu Văn Tam chẳng qua cũng chỉ là nói dọa mà thôi, tôi không mở miệng, lão sẽ không động thủ thật còn về trần mù thì hai tay mò về phía bên trong quan tài. Tay của lão hóa ra còn ấn lấy đỉnh đầu của ác thi vũ hóa. Thập lục, mày có kế hoạch gì sao? Trần mù đột nhiên hỏi. Tim tôi đập đánh thịt một phát, con mắt của trần mù không tốt, nhưng tâm tư của lão lại rất cẩn mật, có thể cảm nhận được thay đổi tâm thái của tôi. Hơi trầm ngâm một chút, tôi đem tất cả những gì vừa nãy nói với ác thi vũ hóa, cùng với những kết quả suy đoán của tôi ra kể với lão đương nhiên tôi không nói nửa chữ liên quan đến bố cục phong thủy mà chỉ là nói tôi định dùng ác thi vũ hóa để đối phó với từ bạch bì hơn nữa nói hết xong tôi càng trịnh trọng nhìn phùng bảo và phùng quân bảo với bọn hắn những gì nghe thấy đều giữ kín trong lòng người nhiều lắm tai mắt đồng thời mồm miệng cũng linh tinh bố cục phong thủy tôi sẽ sắp xếp cho phùng chí vinh đi bố trí nhưng cụ thể có tác dụng gì thì tôi sẽ không nói bởi vì từ bạch bì tuy không hiểu phong thủy nhưng lão ta biết dùng hoàng bì tử mê hoặc tâm trí người chỉ có một mình tôi biết tác dụng của phong thủy mới có thể chu toàn đại cục còn về tôi định dùng xác ác thi vũ hóa để đối phó với lão ta việc này bị người khác biệt được cũng không đáng ngại trần mù có vẻ nghĩ ngợi tay của lão từ trên đầu mặt ác thi vũ hóa dịch xuống dưới tiếp tục lần mò trên người hắn tôi cũng không ngăn cản trần mù mọi người đều ở đây cái xác ác thi vũ hóa này cũng chẳng làm loạn gì được dù sao hắn cũng chẳng có thi đan. Mấy phút sau, Trần Mù nhấc tay lên, trong tay lão có thêm mấy món đồ, một tấm thẻ bài, một khẩu súng đã gỉ sét và còn mấy đồng tiền đầy cảm giác niên đại. Thập lục, mày xem xem. Trần Mù đem mấy món đồ đưa cho tôi. Cùng lúc tôi cúi đầu nhìn xuống, lão đồng thời tiếp tục mở miệng, ngũ quỷ thỉnh hồn không dạy mày được, việc cổng sát này, âm dương tiên sinh không tiện làm, để chú. Việc này, thân người tôi cứng đờ lại một phát, nếu mày nói tổn thọ mạng đủ cứng thì không sợ tổn mày cứ chu toàn đại cục đi chú tin mày có thể khống chế tất cả hy sinh chút ít dương thọ có thể chấp nhận được trần mù lại lần nữa nói ngừng lại một chút lão lại mở miệng thuật ngũ quỷ thỉnh hồn là mật pháp chỉ có thể truyền cho đời tiếp theo sư phụ chú cũng sẽ không đồng ý đâu thập lục đây là quy tắc chết mày không thể bái sư với thần bà cũng không thể bái sư với chú hoặc là sư phụ chú bọn chú đều không nhận nổi tôi không nói gì nữa bởi vì trần mù nói rất có lý hơn nữa đích thực cũng là quy tắc tôi cũng không thể nào thay đổi sư môn bọn họ cũng không chịu đựng nổi mệnh số của tôi không làm nổi sư phụ trên danh nghĩa của tôi trầm ngâm một lát xong tôi nói phùng bảo phùng quân đến giúp một tay đưa quan tài qua hậu viện trước đã lúc này phùng quân đã tỉnh táo lại chỉ là chỗ bị dương công bàn đập vào ở trên mặt có chút vết thương bầm tím mà thôi. Trên vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút hoảng sợ, chuyện vừa nãy, bản thân hắn chắc chắn có sự phát giác, lại cộng thêm phùng bảo ở bên cạnh chắc chắn sẽ giải thích, vậy nên sự hoảng sợ đó là sợ hãi đối với tôi. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chuyện trúng vong này, chú Văn Tam từng trúng, chú Trần cũng từng trúng, phùng quân, tôi hiện giờ coi anh là người mình, anh đừng nghĩ nhiều sắc mặt của phùng quân lúc này mới thả lỏng hơn không ít. Mấy người chúng tôi cùng động tay, khiên quan tài qua hậu viện. Lúc này những người vớt xác kia cũng vẫn đang ở trong sân. Dưới sự ra hiệu của tôi, Phùng Quân và Phùng Bảo qua mời những người đó đi chỗ khác. Hậu viện liền chỉ còn lại ba người tôi, Lưu Văn Tam và Trần Mù. Tôi nhìn sang một gian phòng của hậu viện, bảo Lưu Văn Tam, Trần Mù giúp tôi khiên ác thi vũ hóa vào trong ngay tiếp đó tôi liền bắt đầu dùng bút địa chi và giấy lanh mịn vẽ phù đặt xác chết ác thi vũ hóa này lên trên giường ở trong phòng tôi dán nhiều tờ áp trấn thần chú trấn sát phù lên trên tường lại dùng máu chó đen vẽ hà khôi trảm thi phù lên mặt đất phía dưới giường hà khôi trảm thi phù này chính là đạo phù phong thủy có kèm sát ý ở trong địa tướng tham dư cũng là chiêu thức mà trước đây lý độn không từng dùng làm hết những chuẩn bị này xong Tôi mới ra hiệu cho Trần Mù và Lưu Văn Tam cùng tôi rời khỏi phòng. Cuối cùng tôi vẽ lên trên cửa phòng một đạo áp trấn thần chú càng lớn hơn. Đương nhiên, đạo áp trấn thần chú này không hoàn chỉnh, tôi không dùng tinh huyết. Bây giờ tạm thời chưa dùng đến ngũ quỷ thỉnh hồn, cháu cần thời gian rất dài để chuẩn bị bày trận, chú Trần, chú Văn Tam, các chú đi nghỉ ngơi, ngày mai cháu sẽ cho người nhà họ Phùng trước tiên đi xây một cái cổng chào gia tiên lầu cho Từ Bạch Bì. Cổng chào Thế này là ý gì? Thập lục mày định cung phụng lão. Mấy hôm nay xem sa bàn, mày không phải xem đần người luôn rồi đấy chứ. Đầu mày Lưu Văn Tam ngay lập tức nhíu chặt lại. Tôi không ngừng nghĩ, cũng không trả lời Lưu Văn Tam, mà tiếp tục nói, cổng chào gia tiên lầu này xây ở lối vào phố cũ, hơn nữa cháu mỗi ngày đều sẽ dâng lễ cho lão, vàng rồng bạc trắng gà sống, không thiếu món nào. Trần mù có vẻ nghĩ ngợi, Lưu Văn Tam thì trợn tròn con mắt lên. Lão đưa tay ra sờ luôn lên trán tôi, giọng nói cũng khàn cả đi, thập lục, mày chắc chắn cũng bị trúng vong rồi, cái thứ quỷ đấy giữ thế à. Phù cũng không chặn nổi. Lão mù, ông còn ngẩn ra đấy làm gì, nhanh qua xem cho thập lục. Trần mù đưa tay lên, nhưng lại là bóp luôn lấy cổ tay của Lưu Văn Tam, không để lão chạm vào tôi. Con ngươi màu xám trắng của Trần mù nhìn đối diện với tôi. Lưu Văn Tam định dùng sức nhất tay lên, lão trợn mắt nhìn Trần mù, đang định tiếp tục mở miệng. Thì trần mù lẹt khẹt ho đôi tiếng, lên tiếng nói trước, thập lục có dự định và sắp xếp của nó, phù nó vẽ nếu như không chặn được cái xác ác thi vũ hóa đã phá xác đấy, thì chúng ta cũng không cần phải đấu với từ bạch bì nữa, trụ chẳng thấy mày bớt uống, tại sao vẫn cứ không tỉnh táo thế? Lưu Văn Tam nhíu mày, việc này. Thập lục, mày cũng cố nghĩ sớm đi. Trần mù đưa tay lên vỗ vỗ bả vai tôi, trong thần sắc của lão lộ ra ngoài sự tín nhiệm đối với tôi lưu văn tam rõ ràng vẫn chưa hiểu ra có điều lại đã bị trần mù lôi đi rồi tôi ngoảnh đầu nhìn cửa phòng một cái rồi bèn đi thẳng luôn về phía cửa phòng tôi ở bên đối diện về đến phòng tôi tắm rửa tử tế một phát sau khi nằm lên giường xong tinh thần cũng được thả lòng đến mức độ lớn nhất mấy ngày hôm nay thâu đêm suốt sáng phân tích bố cục phong thủy đồng thời suy diễn cho đến khi tôi nghĩ ra đối sách thiết lập phương án gần như giờ giờ phút phút đều đang ở trên điểm mốc cực hạn của tinh thần, nếu không tôi cũng đã không bực bội đòi đuổi tất cả mọi người đi. Hiện giờ nhắm mắt lại, trong đầu óc tôi đều là hai bố cục phong thủy mà tôi nghĩ ra đó, lại còn có một thứ cảm giác bày mưu tính kế, phần thắng trong tầm tay. Không những không cảm thấy hao sạch tế bào não, mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm như rút được gánh nặng mà trước giờ chưa từng có. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, sự hưng phấn của tinh thần, Cuối cùng vẫn bị sự mệt mỏi của cơ thể bào mòn, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này nửa đầu đêm tôi ngủ rất thoải mái, bởi vì tâm trạng đã thả lỏng một cách triệt để. Nhưng tới nửa sau đêm, tôi lại vô duyên vô cớ tỉnh dậy một lần. Sau khi lại ngủ say, liền bắt đầu nằm mơ, hơn nữa giấc mơ này không có liên quan đến Từ Bạch Bì, không liên quan đến Trần Mù, Lưu Văn Tam, nhà họ Phùng. Thậm chí là chẳng liên quan tới tất cả người trong thành phố Nội Dương trong mơ tôi đứng trên một con đường rộng rãi bên phải là thảo nguyên mênh mông bát ngát sương mù lốm đốm trâu bò đang cúi đầu ăn cỏ bên trái thì là rất nhiều tường bao gạch đá màu xám đậm và nhà xây một tầng lợp ngói lưu ly trước mặt tôi phía xa trên con đường đó đang đứng một người đàn bà cô ta tay cầm một chiếc gương đồng bát quái thắt lưng quấn một cây roi dài màu đen trong màn đêm sương mù mông lung dưới ánh trăng ánh sao chiếu rọi thân hình cô ta cô quạng lạnh lẽo trong đôi mắt phượng hơi hơi xếp lên lộ ra ngoài lại là tàn khốc và kiên quyết cho dù là trong mơ tôi cũng có thể cảm nhận được rõ nét phía sau lưng tôi có một cảm giác áp lực cực mạnh giống như gai cắm sau lưng trên má tôi có một cảm giác đau buốt thấu tim giống như có một con dao vô hình đang cứa trên da chỗ đó vậy tôi ngoảnh đầu lại thứ khóe mắt nhìn thấy bèn là cả trăm xác nam người mặc áo đại liệm màu đỏ những xác chết này không một ngoại lệ đều là huyết xác Thế trước xác chết là một gã đàn ông mặt ngựa, y hai mắt dài hẹp, biểu cảm hiểm độc, tay cầm chung, đầu đội nón. Bên cạnh y, bèn là mụ sơ bà đó, thắt lưng sơ bà lại còn treo hai cái đầu người. Hai đầu người này phân biệt là một nam một nữ, nữ là Mã Liên Ngọc, nam thì là thằng lùng cực kỳ giống với Mã Bảo Nghĩa đó. Tiếng gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, trong cơn gió bốc lên sát khí và oán hận độc địa vô biên. Cũng chẳng biết giấc mơ này dừng lại trong đầu óc tôi bao lâu tôi đột nhiên rùng mình một phát, giải thoát ra khỏi giấc mơ, phục ngửa người ngồi bật dậy, thở dốc một cách nặng nhọc. Đã có ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt tôi, hơi ấm quét khắp toàn thân tôi. Tôi hít sâu tận mấy hơi, mới triệt để khiến hơi thở bình ổn lại. Nhắm mắt lại, để mặc cho nội dung của giấc mơ quanh quẩn trong đầu óc, rất lâu sau, tâm trí tôi mới yên tĩnh lại. Giấc mơ của âm dương tiên sinh, thông thường đều có tính dự báo rất mạnh, sợ rằng thẩm kế sắp có phiền phức rồi. Hồi đó sau khi chúng tôi xuống núi, Mã Bảo Nghĩa và Liễu Dục Chú đấu một trận, kết quả cuối cùng là Liễu Dục Chú bị thương rời đi, Mã Bảo Nghĩa thì qua Nghĩa Trang dưỡng thương. Tôi và Trần Mù Diệt bỏ thằng lùng đó, nhưng bỏ lại xác chết, dẫn đến việc thẩm cửu của thôn kế nương lôi xác chết đó đi cuộc xác. Tôi từng dặn dò bảo bọn họ xử lý tốt công việc khắc phục hậu quả, để tránh việc Mã Bảo Nghĩa tới báo thù. Sợ rằng, việc này cuối cùng vẫn thành một trong số ẩn họa. Nhay nhay tâm mày, tôi cố nén suy nghĩ này xuống, đứng dậy đi rửa ráy, sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại xong, mới rời khỏi hậu viện, đi về phía tiền viện. Ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm trong vắt, từng cơn gió nhẹ vờn mặt. Trong tiền viện trên cơ bản tất cả mọi người đều có mặt, rất rõ ràng, bọn họ đều đang đợi tôi. Trên bàn vuông trong sảnh chính bày các loại đồ ăn, Phùng Quân lên trước mời tôi ngồi xuống. Tôi gật đầu ra hiệu với mọi người, sau khi ngồi xuống, cũng không quản gì khác, nhanh chóng ăn đồ ăn, lấp đầy bụng. Sau khi buông đũa, lập tức liền có người làm nhà họ Phùng tới dọn đi. Phùng Chí Vinh đang ngồi trên ghế thái sư đặt tách trà xuống, đầu mày của ông ta hơi hơi nhíu lại, nói, là tiên sinh, vừa nãy Trần Tiên Sinh và Lưu Tiên Sinh đã nói một chút về việc cậu định làm, việc xây cổng chào gia tiên lầu cho từ bạch bì này. Cậu xác định, thời gian này tiếp xúc với nhà họ Phùng, phùng chí vinh rất tin tưởng tôi chỉ có điều việc lần này tôi định làm đích thực trong mắt bất cứ người nào đều sẽ thấy không thỏa đáng và khó có thể lý giải ông ta hiếm hoi biểu lộ ra vẻ thắc mắc với tôi cũng vừa hay thể hiện ra điểm này tôi gật gật đầu nói xác định phùng gia chủ ông sắp xếp một số người tới trước phải là thợ rất có thành tựu và kinh nghiệm về phương diện kiến trúc tôi cần sắp xếp tường tận với bọn họ hơn nửa lần này tôi cần sử dụng tiền vốn rất lớn của nhà họ phùng Nhà họ thích cũng cần bỏ ra tiền vốn rất lớn Mới có thể hoàn thành Chắc là sẽ lung lay đến nền móng của nhà họ Phùng Có điều ông yên tâm Sau khi xong việc tôi sẽ bù đắp cho nhà họ Phùng Phùng Chí Vinh lập tức đáp lời Nếu là thợ Trong số những người tham gia và việc chế tác xa bàn này Bèn có người trình độ trên đỉnh Tôi sắp xếp cho bọn họ ở lại gần đây Có thể có mặt bất cứ lúc nào Còn về tiền vốn Tiền của của nhà họ Phùng Là tiên sinh cậu cứ việc dùng thái độ nhà họ thích để lại là toàn lực ủng hộ. Phùng Chí Vinh ngừng lại chốc lát, rồi khẽ thở dài một tiếng nói, tiền bạc của nhà họ Phùng lấy từ đây, dùng vào đây, cũng là một dạng báo đáp khác. Tôi trầm mặt một lát, lại lần nữa mở miệng nói, Phùng gia chủ nhân nghĩa. Trong đầu tôi đã quyết định, lúc bố trí bố cục phong thủy thiên quan ban phúc, sẽ chọn một khu đất phong thủy tốt nhất, cho nhà họ Phùng chuyển nhà một lần. Phùng Chí Vinh sắp xếp Phùng Bảo đi thông báo cho hội thợ, hắn còn hơi có chút thắc mắc nhìn tôi rõ ràng là đang đợi đáp án của tôi kỳ thực mục đích tôi xây cổng chào gia tiên lầu rất đơn giản từ bạch bì không biết phong thủy nhưng tôi làm chuyện lớn ngay trước mặt con phố cũ lão ta kiểu gì cũng sẽ phát giác nhưng nếu tôi xây cổng chào gia tiên lầu lại dâng lễ cho lão ta thì có thể xáo trộn tư duy của lão ta dù gì bà nội tôi và thi thi đều đang nằm trong tay lão ta tôi dùng phương thức dâng lễ khiến lão ta cảm giác là tôi đang cầu cạnh lão ta. Nhưng trên thực tế thì là từ bên ngoài con phố cũ, liền đã bắt đầu sửa phong thủy, trước tiên hình thành điều kiện thiết yếu của xuyên tâm long, rồi lại bố trí bố cục phong thủy thiên quan ban phúc ở chỗ xa của thành phố nội dương, đó chính là chỗ mà từ bạch bì không nhìn thấy rồi. Đương nhiên, cho dù là lão ta có qua cũng xem không hiểu. Hơn nữa trong thời gian này, thầy thợ cũng cần phải sắp xếp người xây dựng đại trận phong thủy doanh thúc lục thập long, với vòng trong tiên thiên thập lục quẻ, cùng với pha tạp của địa tướng Tham Dư và tán ảnh Quang Sơn ở nửa phía sau của thành phố Nội Dương. Cổng chào gia tiên lầu đó không chỉ làm xáo trộn tư duy của từ Bạch Bì, mà càng là vật trắng của Xuyên Tâm Long. Khi toàn bộ trận pháp phong thủy xây dựng xong, Xuyên Tâm Long triệt để thành hình, lúc tôi cần uy hiếp từ Bạch Bì, thì liền có thể chuẩn bị phá bỏ cổng chào gia tiên lầu. Đây chính là một tên trúng hai đích. Bởi vì tôi không thể nào trực tiếp dùng xuyên tâm long đi xung đột căn nhà cũ. Có điều những chuyện này, tôi đương nhiên không thể bảo với Phùng Chí Vinh. Bọn họ chỉ có thể biết bản thân nên làm gì, còn tôi mới là người biết cuối cùng nên làm thế nào ấy. Tư duy xác định xong, tôi chầm chầm nhìn Phùng Chí Vinh, nói, Phùng gia chủ, việc này rất đơn giản, đích thực là xây cổng chào gia tiên lầu, đích thực là cung phụng từ bạch bì, công trình mà tôi cần sắp đặt rất lớn, tiêu tốn thời gian rất dài, trong thời gian này nếu tôi không có mặt, vẫn mong phùng gia chủ ông đứng ra dẫn đầu. Đi dân lễ cho từ bạch bì. Việc này, mặt phùng chí vinh hơi biến sắc, đầu mày nhíu chặt lại với nhau. Chú Trần, chú Văn Tam, việc này rất quan trọng, các chú cũng cần giúp đỡ. Tôi nhìn sang Lưu Văn Tam và Trần Mù. Lưu Văn Tam đồng thời cũng nhíu mày, Trần Mù thì ngược lại lập tức gật gật đầu, nói một câu không vấn đề. Phùng Chí Vinh không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, Ông ta thở hắt ra một hơi dài, nói, "Được, là tiên sinh, tôi nghe theo sắp xếp của cậu." Ông ta nói xong, Trần Mù lại mở miệng hỏi, "Thập lục, ý tứ câu nói của mày là phải rời đi một khoảng thời gian?" Tôi ngừng lại một lát, rồi mới trả lời, "Đây không phải là một công trình nhỏ, cháu không biết cụ thể mất bao lâu mới có thể làm xong, không thể cứ ở mãi nhà họ Phùng, sau khi sắp xếp hết xong, cháu sẽ ở thêm mấy ngày, quan sát tình hình một chút, nếu không có vấn đề thì cháu phải qua thôn kế nương. Chúng ta về đã được một khoảng thời gian, công trình mà cháu sắp đặt rất lớn, trong đó nếu lại có biến cố, thì cháu sẽ không hoàn thành được điều kiện của tộc Khương. Thay vì thế này, tôi nên nhanh cố gắng chống giải quyết chuyện đó của tộc Khương trước. Cho dù tôi rất lo lắng cho bà nội tôi và Thi Vũ, nhưng đây đã là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể làm được, không cách gì giải cứu bọn họ trước thời hạn được. Nếu như kế hoạch của tôi thành công, từ bạch bì sẽ tuyệt đối không làm hại đến bọn họ tôi sẽ dây dưa kéo dài đủ thời gian nếu như kế hoạch thất bại vậy thì trong tình trạng đá chọi đá chỉ có thể xem xem mệnh số đứng về phía bên nào thôi bất kể ra sao tôi đều sẽ không để bọn họ gặp chuyện cùng lúc tôi dứt lời con mắt của trần mù liền nheo lại thành một đường rãnh lão lại nói mày định tự qua thôn kế nương cháu có thể xử lý được vả lại nội dương cần có người canh chừng chú trần các chú ở lại đây cháu sẽ yên tâm hơn một chút. Tôi giải thích. Trần mù châm một điếu thuốc lá cuộn, không tiếp tục mở miệng nói nữa. Lưu Văn Tam ngồi trên ghế, mò chai rượu ra nhấp một ngụm, lão cũng không mở miệng nói thêm. Trong sảnh chính liên tục yên lặng một thời gian dài. Tôi thì lấy hai tờ sơ đồ mà tôi vẽ đó ra, đặt lên trên chiếc bàn vuông, đồng thời tôi cũng cúi đầu nhìn lại xem bản thân có sai sót gì không, cố hết sức tránh bỏ bất kỳ vấn đề có thể phát sinh nào. Xác định đi xác định lại không vấn đề xong Tôi liền bảo Phùng Bảo lấy đi photo mười mấy bản Rồi giao về cho tôi Lại qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ Phùng Quân dẫn đám thợ chế tác xa bàn lúc trước về Tôi không dây dưa thời gian Trực tiếp liền đem sơ đồ trong tay lần lượt phát cho mỗi một người thợ Rồi lại đưa bọn họ tới trước cái xa bàn kia Bản thân cầm một tờ sơ đồ Hơn nữa đối chiếu với thành phố nội dương thu nhỏ trên xa bàn bắt đầu giảng giải Ở chỗ nào xây dựng kiến trúc như thế nào dùng phương thức như thế nào để khiến thứ mà sơ đồ cần hiển hiện ra. Những người thợ này đích thực đều là tinh nhuệ, tôi nói kỳ thực không hề chuyên nghiệp, nhưng bọn họ trên cơ bản hiếm có chỗ nghe không hiểu, có một số người mở miệng nói ra vấn đề mang tính then chốt, lại càng nhắc nhở thêm cho tôi. Khi sơ đồ được giảng giải hoàn toàn rõ ràng, đều đã mất thời gian nguyên cả một ngày rồi. Gần cuối, bọn họ đưa cho tôi một thời gian xây dựng dự trù, nhanh nhất cũng cần sau 3 tháng mới có thể hoàn tất tôi đồng thời cũng nói với bọn họ về việc xây cổng chào gia tiên lầu hơn nữa tôi cũng yêu cầu công trình cổng chào gia tiên lầu này cần đủ trường rà chậm chạp một ngày trước khi tất cả các công trình hoàn tất mới được để cổng chào gia tiên lầu này hoàn thành triệt để đương nhiên đây cũng là một trong các thủ đoạn kéo dài thời gian của tôi sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc tôi dặn dò bọn họ trước tiên cần chuẩn bị xong việc khởi công xây dựng cổng chào gia tiên lầu phía trước con phố cũ trong vòng một ngày sau đó mới để bọn họ rời đi lúc đám thợ rời đi phùng chí vinh còn phái người theo bọn họ để tiện có vấn đề gì thì có thể lập tức được giải quyết ngay lúc này trời đã gần chập tối rồi tôi mời mấy người phùng chí vinh lưu văn tam và trần mù đi nghỉ ngơi trước sau đó một mình về phòng tôi ở hậu viện sau khi về phòng xong tôi thâu đêm viết một bức thư chiếu cáo việc xây cổng chào gia tiên lầu trên phong thủy việc này đích thực có tác dụng thật thật giả giả mới có thể lấy giả loạn thật, tôi cảm giác tôi có thể gài chết từ bạch bì trên phương diện này. Đồng thời, tôi còn bảo nhà họ phùng chuẩn bị một khay hạt vàng vụn, cùng với một khay bạc thỏi, và cả số lượng gà béo đủ nhiều. Làm hết tất cả những việc này xong, tôi cũng đã mệt lử, việc này quá tiêu hao tế bào não, cả một ngày không ngừng giảng giải, cổ họng tôi đều đau rát cả rồi. Vốn tôi cho rằng tôi ngủ xong sẽ còn nằm mơ, có điều đêm nay ngược lại rất yên tĩnh tôi một giấc ngủ đến tận sáng sáng sớm hôm sau trần mù và lưu văn tam đến tìm tôi về chuyện của từ bạch bị bọn lão không nhắc một chữ hỏi vẫn là việc tôi định đi tìm thẩm kế kỳ thực tôi cố ý không muốn nói đến mã bảo nghĩa nhưng bị trần mù nhắc lão bảo tôi ngàn vạn lần không được quên cái tên mã bảo nghĩa này thủ đoạn của y sẽ không phải đơn giản liễu dục chú giao đấu mà đều không trừ khử được y ngược lại còn bị thương rời đi y có bao nhiêu sát nam kế nương cưới chồng như thế chắc chắn càng khó đối phó. Tôi biểu thị tôi biết rồi, bảo Trần Mù đừng lo lắng. Lưu Văn Tam thì được cái không nói gì khác, chỉ cứ liên tục ở bên cạnh lầm lũi uống rượu. Rõ ràng lão muốn đi, có điều tôi đã nói không cho bọn lão đi, lão bèn không mở miệng nhắc nhiều. Sau khi nói hết việc này xong, Trần Mù và Lưu Văn Tam đứng dậy rời khỏi phòng tôi. Tôi thì ngồi ở trong phòng chờ đợi, đợi lúc đám thợ sắp xếp khởi công gia tiên lầu xong, tôi phải qua đọc thư chiếu cáo, dân lễ cung phụng cho từ bạch bì một lần trước, xác định khởi công không vấn đề gì xong, tôi mới đi. Trong thời gian này, tôi lấy từ trên người ra một xấp giấy được xếp gọn gàng chỉnh tề. Sau khi mở ra xong, tôi tìm ra một tờ. Ngồi trước bàn đọc sách, tôi liên tục trầm mặt. Trên đầu của mặt giấy này, viết mấy chữ in đậm. Lãnh thi nhiếp hồn cảng thi thuật kỳ thực lần đó lúc lão già trộm thọ nói ra câu tử chú ác độc dạng giống với tên ăn mày chó chết mã bảo trung và mã bảo nghĩa từng nói xong tôi liền đã đoán được bọn chúng hoặc là có liên quan tới lão già trộm thọ hoặc là có liên quan với viên hóa thiệu lúc đó khi nhìn viên thị âm dương thuật bên trong liền có thuật pháp của thợ đuổi xác này mã bảo nghĩa chính là một thợ đuổi xác kỳ thực kể từ sau khi tôi rời khỏi phủ đệ của viên hóa thiệu tôi không hề lấy mấy trang sách này ra chính là bởi vì tôi vẫn luôn do dự không quyết tiên thiên thập lục quẻ tôi bắt buộc phải học tôi cũng đã học được rồi tôi xác định trương nhĩ biết thuật hình nhân trộm thọ những thứ khác vẫn chưa thể xác định tôi biết có một câu nói gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng nếu tôi xem thuật pháp tương đồng tìm thấy sơ hở và phương pháp phá giải từ trong đó thì đối phó với trương nhĩ bèn có thể thành thục lão luyện nhưng nguyên nhân tôi không xem không muốn học chính là tôi biết lão biết hai loại một loại là trộm thọ, một loại là thuộc hình nhân, thuộc thứ nhất lấy mạng người, thuộc thứ hai lấy da người. Cho dù là da xác chết cũng dùng được, nhưng vậy cũng vẫn phải đi đào phần cuộc mộ, trộm hài cốt người ta, cũng chẳng phải là việc tốt đẹp gì. Điều tôi lo lắng chính là sau khi học xong, ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi không cưỡng nổi thứ mê hoặc đó, thì làm thế nào? Cũng chính bởi vì do dự, vậy nên tôi không xem, nhưng cũng bởi vì sợ không đối phó nổi trương nhĩ, vậy nên tôi không dám thiêu hủy nó lúc này phải gặp được mã bảo nghĩa trước trương nhĩ nên tôi mới có ý định xem xem thuật pháp của người đuổi xác này ít nhất theo tôi quan sát thấy dường như thuật pháp của người đuổi xác không ác độc đến thế tư duy xác định xong tôi tập trung tinh thần tầm nhìn hướng lên trên trang giấy đó nét chữ ngay ngắn trần thuật rõ ràng tôi rất nhanh đã đọc hết một lượt tất cả nội dung sau đó tôi không khỏi chỉ biết từ bỏ bởi vì thuật pháp của người đuổi xác này không có lối tắt nào để bàn, ngoài việc khóa hồn phách ở trong xác chết là dùng phương pháp vẽ phù ra, toàn bộ những thứ còn lại đều là kỹ năng cơ bản cần kiên trì khổ luyện. Mà hồi đó tôi từng nhìn thấy Mã Liên Ngọc khóa hồn, bọn chúng trộm cắp cái xác nam kế nương cưới chồng đó, liền từng làm ngay trước mặt tôi. Đuổi xác cần học 36 loại kỹ năng cơ bản, còn cần luyện nhãn lực, trên cơ bản không có tiểu xảo nào có thể phá giải, duy nhất một loại, chính là phá phù trấn xác nhưng trên một xác chết có tận bảy đạo phù, phân biệt ở bảy chỗ giữa trán, giữa lưng, giữa ngực, giữa lòng bàn tay và giữa lòng bàn chân, bảy đạo phù khóa hồn định thần, giữ bảy phách của xác chết lại, rồi đạt đến hiệu quả của hóa xác. Lại giữ một đạo phù chính trên người, bèn có thể điều khiển xác chết. Muốn phá phù trấn xác cũng không hề dễ dàng, không kém gì với việc trực tiếp diệt bỏ xác chết. Lần nữa gấp tờ giấy này lại, sau khi cất đi, tôi thở hắt ra một hơi dài không khỏi còn cần nghiêm túc thêm vài phần đối với Mã Bảo Nghĩa không được chủ quan dù sao y cũng có thể đối kháng chính diện với Liễu Dục chú xem qua những thuật pháp này tôi cũng không tìm ra được đủ sơ hở xem thuật pháp đuổi xác tốn mất không ít thời gian không hay không biết đều đã đến giữa trưa rồi ngoài phòng vọng lại tiếng gõ cửa nhưng gọi tôi thì lại là một giọng nữ tôi mở cửa ra bên ngoài cửa chẳng phải chính là Khương Manh sao cô ta thay một kiểu trang phục hoàn toàn không giống với trước đây khi rời khỏi tộc khương sau khi nhìn thấy tôi bèn cúi người hành lễ tiên sư lưu tiên sinh và trần tiên sinh báo với tôi anh sắp khởi hành qua thôn kế nương rồi bảo tôi đi cùng với anh bây giờ tiền viện vừa hay có người tới định tìm anh qua nói đã chuẩn bị xong rồi lòng tôi rung động đám thợ đó tốc độ đúng thật là không chậm nhanh chân đi về phía tiền viện sau khi đến nơi tôi phát hiện trong sảnh chính của tiền viện đã bày sẵn tiệc trưa rồi đích thực có mấy người thợ đang ở đó đợi tôi đồng thời còn có người đang tháo dỡ sa bàn ở trong sân bên cạnh đương nhiên cũng có người đang chỉ huy bảo bọn họ cẩn thận chút đừng có làm hỏng còn phải lắp qua chỗ khác để sử dụng tôi đi đến trong sảnh chính lập tức liền có người thợ lên trước báo cáo với tôi đại thể chính là nói chiếc sa bàn này bọn họ phải đem đi làm tham khảo hơn nữa trước tiên sửa đổi mô hình trên sa bàn một lần đã thử để đạt đến hiệu quả mà tôi muốn. Tiếp đấy Phùng Chí Vinh lại ra hiệu bảo tôi ăn đồ ăn trước, cổng khu phố cũ những thứ cần bố trí đều bố trí xong rồi, vàng bạc và gia cầm cần chuẩn bị cho từ bạch bì đều chuẩn bị hết rồi, đợi chút nữa có thể trực tiếp qua đó luôn. Tôi gật gật đầu, biểu thị hài lòng và cảm ơn. Ngồi xuống ăn đồ ăn xong, Phùng Quân và Phùng Bảo bèn lái xe đưa tôi qua khu phố cũ. Đồng hành còn có mấy người thợ kia, cùng với Trần Mù Lưu Văn Tam và Phùng Chí Vinh. Còn về Khương Manh thì tôi không cho cô ta đi, mà bảo cô ta ở lại nhà họ Phùng chuẩn bị một số đồ mà trên đường chúng tôi cần dùng đến. Sau khi đến phố cổ, đường phố tĩnh lặng vẫn toát lên âm khí nặng nề, hai bên vẫn có người, hộ gia đình trú ở trong con phố, bọn họ hoặc là đang mài dao, hoặc là đang giết gà. Hoàng bị tử hơi nhiều hơn một chút, hoặc là ẩn ở trên mái nhà, hoặc là nấp ở góc tường, có một số con to gan, thì đứng ở đầu phố như người nhìn chúng tôi. Đầu con phố bày một chiếc bàn dài, căng vải đỏ, còn có một tấm băng rôn viết khởi công đại cát. Tôi bảo phùng quân sắp xếp người, đem khay đựng hạt vàng vụn, khay để bạc thỏi, và cả lồng nhốt đám gà sống kia, toàn bộ đều bày lên trên chiếc bàn dài. Bản thân tôi cũng đi đến phía sau chiếc bàn dài đó, hắn hắn giọng, đồng thời rút tờ cáo văn đã viết sẵn từ trước kia ra, câu chữ rõ ràng đọc lên một lượt. Trong cáo văn này, đại khái là lời nói tân bốc từ bạch bì tân bốc hoàng tiên lúc đọc lên tôi không khỏi trên người toàn là da gà nhưng vẫn phải cắn răng tỉnh bơ đọc cho bằng hết sau đó tôi lại đem cáo văn đặt lên trên cái khay đựng hạt vàng vụn xung quanh quá yên tĩnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió mà trong tiếng gió còn xen lẫn với tiếng khạch khạch đồng thời còn có ít tiếng cười the thế kỳ dị giống như là hoàng bì tử đang cười vậy bao gồm những hộ gia đình ở hai bên con phố kia cũng đều đang nhìn về phía chúng tôi bên này một cách kỳ dị lộ ra nụ cười u ám cảnh tượng phải nói là âm u khủng khiếp kỳ dị rợn người chính vào lúc này ở đầu phố phải tụ tập lại ít nhất mười mấy con hoàng bì tử từ bạch bì từng cứu đi chẳng qua chỉ có mấy con mà thôi chắc chắn là sau khi lão ta quay về xong thì dẫn đến việc lại có hoàng bì tử tụ tập về sau khi bọn chúng ở đầu phố ngóng một hồi xong thì từ phía sau lại có một con hoàng bì tử lông trắng khác chui ra ngoài. Con hoàng bì tử già này trên người thương tích chằng chịt, vị trí sau lưng thì còn có một mảng lớn da rách, đóng vẫy lại với nhau, trông thê thảm khác thường. Nó dẫn đầu bò ra khỏi đầu phố, giống như là một tín hiệu, những con hoàng bì tử còn lại ở phía sau cũng đều đi theo ra ngoài. Bọn chúng có con nhanh chóng vọt lên trên chiếc bàn dài, bưng hai cái khay lên, có mấy con thì túm lại với nhau, đội một cái lồng sắt có nhốt gà lên, chúng đủng đỉnh quay về chỗ đầu phố, căn bản không còn sợ tôi nữa. Còn về cái con hoàng bì tử già kia, thì ngậm tờ cáo văn đó, nó không trực tiếp đi thẳng luôn, mà vọt lên trên người tôi, sau khi trèo một vòng trên người tôi xong, đuôi nó quét qua mặt tôi một phát, rồi lúc này mới xuống dưới đất, quay về con phố cũ. Trong tầm nhìn, đám hoàng bì tử kia đem theo đồ lễ đi xa dần. Tôi nheo mắt lại, trong lòng hơi hơi xác định, thế này chắc không vấn đề gì, tương đối thành công quay đầu tôi ra hiệu cho những người khác có thể rời đi từ phố cổ về đến nhà họ phùng xong tôi mới dặn dò phùng chí vinh bảo ông ta sau này bàn bạc một chút với lưu văn tam và trần mù xem xem mấy ngày cung phụng cho từ bạch bì một lần tiếp đấy tôi lại nhìn sang phùng quân trầm ngâm một lát tôi bảo phùng quân và phùng bảo đi theo tôi vẫn là do bọn họ lái xe hơn nữa tôi lại nói trần mù mượn ngao sói chuyến đi này bọn lão không đi theo tôi nhưng xác suất lớn sẽ đối phó với mã bảo nghĩa không thiếu được tiểu hắc lấy việc ăn xác để sống nó hiện giờ tuyệt đối sẽ khiến mã bảo nghĩa ngã một cú đau trần mù đương nhiên không từ chối yêu cầu của tôi mà cùng phùng bảo trời đi trước trong thời gian bọn họ đi đón ngao sói về này phùng quân và khương manh cũng đang nói chuyện chuẩn bị đầy đủ không ít đồ sau khi tĩnh tâm lại xong tôi cũng nhớ ra một số đồ đạc bảo bọn họ lại đi chuẩn bị trong đó thứ không thể thiếu nhất vẫn là gà sống trên 6 năm tuổi. Lại tới thôn kế nương, sẽ không tránh khỏi phải xung đột với mã bảo nghĩa, tôi cũng lo trong thôn kế nương tìm không ra loại gà già này, lúc nào cũng có sát thuật bên người, kiểu gì cũng chắc chắn thêm vài phần. Chỉ có điều tôi cũng biết, sử dụng sát thuật cần thận trọng, một là diệt thần hồn của người quá ác độc, hai là tiêu hao hồn phách, khi hồn phách tiêu hao đến một mức độ nhất định thì ảnh hưởng sẽ không kém so với sinh thuật. Trước đây lúc tôi đối phó với Lý Đức Hiền, dùng sát thuật diệt sát vũ hóa của bố mẹ lão, tình trạng liên tục sử dụng đó làm tổn thương đến gốc rễ, lại còn bị lão gài bẫy sử dụng cả sinh thuật, tôi không những già nua, mà còn càng là hồn phách tổn thương, đến sức chú ý cũng rất khó tập trung. Nếu sát thuật tiêu hao đến cực hạn, thì kể cả có không hồn phi phách tán, thì cũng sẽ thành một thằng đần phản ứng chậm chạp. Bất kể là đạo sĩ xuất đạo cũng được, hay là âm dương tiên sinh xuất hắc cũng xong, như thức đánh đổi mạng sống người ta, tổn thương hồn phách người ta, đều là hại địch 1.000 tự tổn 800, đây cũng coi như là hạn chế từ trong vô tận của mệnh số. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, ngoài gà sống mà tôi cần ra, còn nhét đầy nguyên một cái rương gỗ nữa. Trong đó bao gồm một số vật phẩm tôi tìm ra được từ trong phủ đệ của viên hóa thiệu, cũng có một số thứ khác mà tôi chuẩn bị. Những thứ còn lại thì tôi nhờ Lưu Văn Tam bảo quản hộ. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị đủ xong, Trần Mù và Phùng Bảo cũng đưa Ngao Sói về rồi. Trải qua thời gian nghỉ dưỡng này, thương tích của Ngao Sói đã hoàn toàn hồi phục triệt để, dưới ánh nắng, lông của nó càng ánh màu xanh, phản quang, ban ngày ban mặt nhìn thêm đôi phát mà đều khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Trước khi chuẩn bị xuất phát, Lưu Văn Tam còn dặn đi dặn lại tôi phải chú ý an toàn, cuối cùng lão còn ghé sát tay tôi, dặn dò một câu, vì thái mày bảo chú nói với mày, khống chế bản thân mày một chút, đừng có làm mấy chuyện không nên làm tôi cười khổ nhưng lại không phản bác được phùng quân lái xe tôi và khương manh ngồi ở hàng ghế sau phùng bảo thì ngồi trên ghế lái phụ trong thời gian này khương manh rõ ràng hơi có chút căng thẳng cũng có vài phần khát vọng đương nhiên sự cung kính của cô ta đối với tôi vẫn chưa từng giảm bớt chút nào đi đường hai ngày thời gian trôi qua không hề nhanh có điều cả quãng đường này tôi đều liên tục nghỉ ngơi chỉnh đốn tinh khí thần đã hồi phục rất sung mãn rồi tôi cũng liên tục suy nghĩ lại về những gì có được trong thời gian này trên thực tế mức độ nâng cao mà tôi đạt được tuyệt đối không hề quá nhỏ xe vào lương châu lúc sắp đến huyện cát tôi mới gọi điện thoại cho thẩm kế thông báo với cô ta tôi tới rồi thẩm kế ở đầu kia điện thoại rõ ràng rất kinh ngạc có điều cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại nói tôi tới đón anh tôi vốn cho rằng cô ta sẽ hỏi tôi mấy câu ít nhất là hỏi tôi tại sao lại tới sự trấn tĩnh của cô ta cũng vượt ngoài dự liệu của tôi sau khi cúp điện thoại xong lại qua khoảng tầm một giờ đồng hồ xe mới tới cổng chào bên ngoài thôn kế nương lúc này người lái xe đã đổi thành phùng bảo rồi tốc độ xe rõ ràng chậm lại rất nhiều gần đến trước cổng chào thì dừng lại tôi xuống xe thẩm kế đứng ngay ở phía dưới cổng chào mái tóc dài của cô ta được tết thành đuôi sam búi lại mặc một bộ đường phục giống hệt với âm tiên sinh. Thắt lưng dắt một chiếc gương đồng bát quái, mấy tấm thẻ tre, bên trên hình như có khắc phù soạn. Diện mạo của cô ta vốn đã thuộc dạng nét đẹp cổ điển, nay ăn mặc thế này, kết hợp với khí chất lạnh lùng của cô ta, trong càng thoát tục không vương bụi trần. Đã lâu không gặp. Tôi cười cười, lên tiếng chào hỏi. Anh không giống bộ dạng đến đây lánh nạn. Thẩm kế khẽ nói. Cô ta quay người, đi về phía trong thôn kế nương. Tôi có chút ngại ngùng, đi theo phía sau cô ta. Phùng Bảo thì tiếp tục lái xe, chậm chậm theo sau lưng chúng tôi. Tán ảnh Quang Sơn, cô học thế nào rồi? Sau khi đi được mấy phút, tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tạm được, coi như đã nhập môn được vài phần. Thẩm kế bình thản trả lời. Tán ảnh Quang Sơn là mật thuật của phong thủy thiên tinh, có thể nhập môn trong thời gian ngắn thế này, coi là rất tốt rồi. Tôi nói. Thẩm Kế khựng lại một lát, cô ta liếc tôi một cái, rồi tiếp tục đi lên trước. Mãi cho đến lúc đi tới một khu nhà quen thuộc, cô ta mới dừng lại. Đã lâu không gặp, khí trường của anh thay đổi rất nhiều, cả con người thay đổi cũng rất nhiều, nhưng tính cách ấp a ấp úng thì vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu, đêm khuya rồi, nghĩ rõ định nói gì với tôi xong thì có thể trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ xếp người tới cho anh sai khiến. Thẩm Kế nói xong, bèn định quay người rời đi cô đợi đã tôi giơ tay lên ngăn thẩm kế lại thở hắt ra một hơi mạnh tôi khẽ thở dài nói vào nhà đi tôi trực tiếp nói luôn sự việc này liên quan đến kế nương liên quan đến tán ảnh quang sơn cũng liên quan đến cô trong đôi mắt đẹp của thẩm kế lộ ra vài phần nghi hoặc lúc này phùng bảo đã đổ xe sau khi phùng quân xuống xe tôi dặn bọn họ khiêng đồ vào trong nhà đồng thời khương manh cũng xuống xe cô ta vô cùng cung kính đi đến bên cạnh tôi cô ta hơi hơi liếc nhìn thẩm kế một cái có điều không hề biểu hiện gì khác tuy là tôi đã nói rồi sẽ đưa thẩm kế về làm tiên sư nhưng hiện giờ thẩm kế vẫn còn chưa phải là tiên sư khương manh không hành lễ cũng là đương nhiên rõ ràng thẩm kế vẫn còn nhớ khương manh có điều cô ta không hề nói gì chỉ sải bước vào trong sân trước khu nhà này là chỗ lúc trước tôi và trần mù từng ở tôi còn nhớ phòng của tôi lúc trước dặn dò mấy người khương manh và phùng quân dọn dẹp đồ đặt một chút xong tôi ra hiệu cho thẩm kế theo tôi vào phòng rõ ràng vẻ nghi hoặc trên mặt thẩm kế càng nhiều hơn có điều cô ta vẫn theo tôi vào trong phòng sau khi đóng cửa lại xong tôi ra hiệu cho thẩm kế ngồi xuống cạnh giường đầu mày thẩm kế hơi nhíu lại mà cô ta cũng không hề ngồi xuống tôi lấy ra một món đồ là tấm thẻ bài lần đó có được ở trong quần thể núi nam sơn sau khi đặt lên bàn xong tôi mới mở miệng nói cô biết kế nương đến từ nơi nào không? Thẩm kế lắc lắc đầu, trong mắt cô ta sự nghi hoặc càng nhiều hơn. Trong điển tích của kế nương, không có một tí chút nào về lai lịch của bà ta. Tôi cũng có vài phần thắc mắc, hỏi. La thập lục, anh nói thẳng ra, đừng úp mở nữa. Thẩm kế lạnh lùng mở miệng. Tôi cũng không hỏi gì khác nữa, vuốt xuôi lại tư duy, bắt đầu kể với thẩm kế về thẩm hạnh, khâu xử đạo, cùng với lai lịch của tán ảnh quang sơn và nấm đầu xác trên cơ bản tôi đều nhớ rõ ràng chi tiết những nội dung trên chỗ tạp ký đó gần như một năm một mười kể rất rõ ràng rành mạch tôi không nhắc đến đời của kế nương vì những sự việc cùng với sự ích kỷ hung tàn của kế nương mà tôi phân tích thẩm kế còn biết rõ hơn tôi cô ta đang ở đây chuộc tội sau khi kể hết tất cả xong tôi tiếp tục nói về chuyện của tiên sư đồng thời cũng nói hy vọng thẩm kế qua tộc khương khiến tôi không ngờ tới là thẩm kế lại chẳng có phản ứng gì lớn cô ta biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thay đổi biểu cảm nhiều nhất cũng chỉ là tâm mày hơi nhíu lại tiên sư tại sao la thập lục anh lại cho rằng tôi sẽ đồng ý qua tộc khương đảm nhiệm cái chức tiên sư đó việc đó có liên quan gì với tôi sao việc này câu trả lời của thẩm kế ngược lại khiến tôi đơ lại một phát thẩm kế trực tiếp sải bước đi đến cửa phòng cô ta lại ngừng lại nghiêng người nhìn tôi một cái nói lá rụng về cội nhưng cũng phải là có cội mới được nghe xong những gì anh nói tổ tiên tôi thẩm hạnh là bị đuổi ra khỏi tộc khương trong mắt tộc khương bà ta là hồng nhan họa thủy là yêu nghiệp là kẻ làm loạn tộc khương bây giờ khâu xử đạo tuyệt hậu rồi liền đòi con cháu đời sau của bà ta quay về tại sao vậy huống hồ bọn họ nếu đúng là có cái tâm này thì người tới đây không nên là La Thập Lục Anh, đúng chứ? Nói rồi, Thẩm Kế liền đi ra khỏi cửa phòng. Xe cộ mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm đi. Tiếng đóng cửa vang lên, giọng nói thì dần dần tiêu tan. Tôi trầm mặt cúi đầu, đứng ở trong phòng mãi không nhúc nhích. Kỳ thực trước đây tôi đã nghĩ đến việc Thẩm Kế sẽ có phản ứng thế này. Nhưng tôi nghĩ đến phần nhiều vẫn là khát vọng của Thẩm Kế đối với thuật phong thủy cùng với trong nội tâm cô ta kỳ thực có tinh thần trách nhiệm rất mạnh mẽ nếu không đã không thay âm tiên sinh và kế nương lưu lại thôn kế nương này để chuộc tội bây giờ những lời này của thẩm kế lại nói ra đạo lý rõ ràng khiến người ta không cách gì phản bác chỉ có điều không để người của tộc khương tới đại bộ phận cũng có nguyên nhân của tôi trong đó tôi tự nhận có thể thuyết phục được thẩm kế cũng giảm thiểu phiền phức cho thẩm kế tôi sợ thái độ của người tộc khương có vấn đề nhưng không ngờ rằng, việc này ngược lại thành tôi không quá hóa dại. Tiếng gõ cửa khe khẽ lại lần nữa vang lên, tôi đi qua mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là Khương Manh với khuôn mặt hoang mang bất an, trong mắt cô ta đều là vẻ dò hỏi. Không cần quá sốt ruột, sự việc này còn cần lên kế hoạch lâu dài. Tôi trầm giọng nói. Phùng Bảo và Phùng Quân cũng vẫn đang cung kính đứng ở trong sân, rõ ràng là đang đợi tôi sắp xếp. Cứ ngủ một giấc đã, xe cộ đường xá, mọi người đều mệt rồi tôi xua xua tay với bọn họ hai người liền vào trong một căn phòng khương manh đang nghe truyện trên tv audio cv cũng ngoan ngoãn quay người đi về phía một căn phòng khác tôi kỳ thực chẳng mấy buồn ngủ đi ra giữa sân xếp bằng ngồi xuống dưới đất ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn bầu trời đêm huyện cát nằm ở lương châu rất cao so với mực nước biển trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao liên tục nhìn lâu bèn có thể nhìn thấy chấm sao của bắt đầu thất tinh ẩn hiện trong đó, còn về sao tả phụ và hữu bậc thì càng mờ mịt hơn. Tôi nhìn tướng sao hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, rút dương công bàn và cái túi vải chứa đồng tiền kim tiền hào trên người ra, đồng thời, còn có cả quyển sách dương toán kim tiền hào lấy được từ trên người tưởng bàn. Kỳ thực trước đây tôi từng nghĩ đến, cần cho thẩm kế một món quà lớn, cũng cho tộc Khương một món nợ ân tình cực lớn. Đồng thời tôi còn xác định bảo đảm, Việc này chắc chắn có thể sang bằng những suy nghĩ khác của Tộc Khương về thẩm kế. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà họ Liễu muốn tôi học phù là bởi vì thiên phú của tôi, là bởi vì trong tay âm dương tiên sinh xuất hắc, phù của đạo sĩ xuất đạo có thể có được gia tăng ở mức tối đa. Có một âm dương tiên sinh xuất hắc lại xuất đạo, thậm chí có thể bảo đảm cho Tộc Khương phồn vinh nhiều ngàn năm. Thiên phú. Tôi cảm thấy thiên phú của thẩm kế không kém tôi, cô ta là một người đàn bà chỉ dựa vào thân thủ đã có thể đọ chiêu với liễu dục chú. Hơn nữa cô ta trẻ măng thế này, không phải đơn thuần nỗ lực tham khổ là có thể làm được đến mức ấy, cô ta nhất định có tư chất không thấp. Đồng thời cô ta khát khao thuật phong thủy, khát khao tán ảnh quan sơn, nếu như cho cô ta học thuật dương toán, trở thành một âm dương tiên sinh, cô ta tuyệt đối không từ chối. Thậm chí là càng khao khát hơn. Đưa kim tiền hào cho thẩm kế, Dựa vào âm thuật phong thủy của kế nương và âm tiên sinh truyền lại, cô ta có thuật dương toán này, liền có thể xuất hắc âm dương. Thẩm kế ở tình trạng này, lại có huyết mạch chính thống của khâu sử đạo, trừ phi liễu tam nguyên chúng ta, nếu không sẽ quyết không từ chối thẩm kế, càng không gài bẫy cô ta. Tư duy xác định xong, tôi đem kim tiền hào, dương công bàn, cùng với quyển sách kia cất đi. Ngồi ngơ ra một phát thế này, liền đã là gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, cơn buồn ngủ cũng đã đến, tôi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi đợi ngày mai lại nói chuyện với thẩm kế nằm lên giường ngủ chẳng bao lâu tôi liền cảm giác lạnh buốt từng cơn cơn lạnh này đến quá đột ngột từ gan bàn chân thổi vào xuyên suốt toàn thân tôi lạnh đến mức trùng mình một phát vụt mở mắt ra trong phòng ánh sáng tối tăm có ánh trăng chiếu vào miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật ai khóe mắt nhìn thấy cửa phòng hé ra một khe hở tôi cảnh giác ngồi dậy lật người xuống giường đồng thời trong tay tôi đã mò con dao găm đỡ âm linh ra. Nửa khuôn mặt từ từ thò vào trong cửa, đây là một gã đàn ông, hơn nữa tôi rất quen mắt, dây tiếp theo tôi liền nhớ ra, nhíu mày nói, thẩm cửu. Trước đây hai lần tôi gọi điện cho thẩm kế, đều là thẩm cửu nhận cuộc gọi, hành hạ xác chết cũng là chuyện mà thẩm cửu dẫn người đi làm. Thẩm cửu nhe răng cười cười, có điều nụ cười này của gã khiến tôi cảm giác có chút cứng đơ. Hơn nữa gã giống như không nghỉ ngơi tử tế vậy, nước da trắng bợt quần mắt rất đậm còn có bọng mắt đi theo tôi thẩm cửu mở miệng giọng gã khô không khóc nghe cảm giác có chút không mấy dễ chịu thẩm kế tìm tôi tôi nghi hoặc nói thẩm cửu không hề trả lời đã bước xuống bậc thềm vào trong sân rồi đi về phía cổng nhà tôi đi theo gã xong rất nhanh liền ra khỏi khu nhà gã liên tục tiến lên trước phương hướng tôi lờ mờ còn nhớ chắc là phương vị của chủ tế cư Thẩm kế nghĩ thông rồi. Hay là, cô ta cũng muốn nói chuyện với tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hơi thả lỏng, có thể nói chuyện là được, tôi đã đoán được thẩm kế sẽ không quả quyết như thế. Nhất thời được nghe cảnh ngộ của thẩm hạnh, cô ta có thù hận với tộc Khương cũng rất bình thường. Có điều chỉ cần cô ta nghĩ kỹ một chút, thì chắc chắn có thể nghĩ đến chuyện mà khâu sử đạo làm, trực tiếp đưa cho thẩm hạnh tán ảnh quan sơn mà ông ta dùng hết cả đời nghiên cứu ra, có thể thấy được khâu xử đạo là thật lòng đối với thẩm hạnh huống hồ tôi cũng đã nghĩ xong những biện pháp còn lại để thuyết phục thẩm kế cô ta trở thành tiên sư vậy thì tộc khương trên một ý nghĩa nào đó đều là của cô ta khi tán ảnh quang sơn và âm dương thuật của cô ta đại thành lại học được đạo pháp nhà họ liễu thì sẽ không phải là tộc khương tiếp nhận cô ta nữa mà là cô ta thống lĩnh tộc khương lại càng có thể hoàn thành di nguyện của tiên tổ vừa đi tôi liền vừa nghĩ đến khả năng này cùng với việc chỉnh đốn lời mà bản thân định nói nhưng đi mãi đi mãi tôi liền cảm thấy có chút không bình thường căn cứ theo khoảng cách chúng tôi lẽ ra đã sớm đến chủ tế cư rồi mới đúng nhưng hiện giờ không những chưa tới mà thậm chí nhà cửa xung quanh còn ít đi rất nhiều hai bên lên đường có sương mù gió đêm đang thổi thứ sương mù đó bay tới bên đường dẫn đến việc cả con đường đều trở nên rất mờ mịt tiếng bò rống trầm thấp lại giống như tiếng khóc gào giữa đêm khuya thẩm cửu vẫn cứ đi phía trước tôi gã tiếp tục tiến lên trước một cách máy móc thẩm cửu anh định đưa tôi tới chỗ nào tôi đột ngột dừng chân lại trầm giọng gọi cùng lúc tôi dừng lại thẩm cửu cũng dừng lại gã nghiêng đầu liếc tôi một cái đột nhiên lại cười cười chỉ chỉ lên trên cổ mình khô khốc nói chỗ mà âm tiên sinh dặn bảo tôi đưa cậu qua mí mắt tôi hơi giật âm tiên sinh là một danh hiệu mỗi một đời kế thừa chức chủ tế chính là âm tiên sinh. Âm tiên sinh hiện nay sớm đã là thẩm kế. Hơn nữa âm tiên sinh trước đây đã thành xác sống từ lâu, thẩm kế chắc sẽ không để người ta có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Đầu mày tôi nhíu chặt lại với nhau, lại sải bước lên trước, đi theo thẩm cửu một đoạn nữa. Sương mù càng ngày càng trở nên dày đặc, gần như xung quanh đều đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Thẩm cửu bất chợt lại lần nữa dừng lại, tay của gã dùng sức vỗ rất mạnh vào nhau, mỗi một phát, gần như đều truyền đi rất xa trong không gian đêm, còn hình thành cả hồi âm. Trong tiếng vỗ bốt bốt, xung quanh đột nhiên truyền lại tiếng bước chân khe khẽ. Những tiếng bước chân này rất dày đặc, cũng rất máy móc. Thẩm cửu ngoảnh đầu lại, gã hướng về phía tôi, nghe miệng ra, gần như mồm cười rách đến tận mang tai. Đồng thời gã còn làm một động tác cứa vào cổ, hai mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hung hãn. Giây phút động tác này của gã kết thúc, những tiếng bước chân kia đã tiếp cận sau lưng tôi. Vù một tiếng xé gió truyền lại. Tôi vụt ngã chuối người ra phía trước, rồi lại lách sang bên một phát. Khóe mắt bè nhìn thấy một đôi tay xanh đen, cánh tay thẳng đơ, đâm thật mạnh qua vị trí mà tôi vừa mới đứng. Móng tay trên bàn tay đó, vừa cứng vừa đen, vô cùng rợn người. Tôi đã không kịp lùi sau tránh né nữa, vậy nên mượn thế ngã chuối, tiếp tục ngã xuống dưới, hai cánh tay cong gập, trực tiếp chống luôn lên mặt đất, lật người lại nhảy một phát sang bên cạnh một đoạn. Gió, đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, sương mù dường như đều bị gió thổi tan, bầu trời đêm trên đỉnh đầu trở nên vô cùng cô tịch lạnh lẽo. Phía sau làng sương mù đã tan đi không ít, thì là tổng cộng 8 người. Bao vây tôi chặt cứng. Đương nhiên, trong 8 người này cũng bao gồm cả thẩm cửu. Bọn chúng gần như mỗi người đều mặt mũi trắng bệch, quần mắt thâm xì, bọng mắt rủ xuống, buông thõng hai tay, móng tay đen đến bóng nhán, dài đến trợn người. Thẩm cửu. Tôi phát ra hai chữ này xong, liền ngậm chặt miệng lại. Gã đích thực có vấn đề, bảy người còn lại này, vấn đề cũng không nhỏ. Thậm chí tôi hiện giờ còn không nhìn ra được bọn chúng rốt cục là thứ gì. Xác đã chết. Thế này cũng vẫn chưa hóa xác, hay đây là trúng vong. Trong nháy mắt, sự cảnh giác và phòng bị trong lòng tôi đã dâng lên đến cực điểm. Thẩm Cửu vẫn giữ nguyên động tác cười gằn cắt cổ đó. Gã đột nhiên hừ lên một tiếng, vụt lao về phía tôi. Gần như đồng thời, bảy người còn lại cũng ngay lập tức lao lên trước. Mặt tôi đột một biến sắc, trong nháy mắt móc bút địa chi ra. Bút địa chi chỉ có một cái, nhưng ở đây lại có 8 người, tôi căn bản không cách gì trực tiếp vẽ phù đối phó luôn với bọn chúng. Tư duy trong đầu xẹt qua, bút địa chi quét trên nghiêng mực một phát, tôi trực tiếp thục người xuống, trong nháy mắt phát họa ra một đạo trấn sát phù trên mặt đất trước mặt tôi. Tốc độ của tôi nhanh như cắt, trấn sát phù này chắn ở chính diện, lập tức liền có một nửa số người vụt đứng thượng lại. Tôi không dám ngừng lại, người ở phía sau đã lao lên trước, tôi quay người, bút địa chi lại vẽ phù trên mặt đất ở phía sau lưng, lúc tôi vừa mới chuẩn bị hoàn thành nét bút cuối cùng, thì thẩm cửu vụt đẩy một người ở cạnh gã một phát người đó lập tức liền loạn choạng một phát, va về phía trước ngực tôi. Trên mặt người đó trước tiên là nhăn nhó vặn vẹo một phát, rồi dây tiếp theo liền biến thành hung dữ tàn bạo, hai tay duỗi cứng, bàn tay thành chưởng đao trực tiếp đâm về phía ngực tôi. Tôi vụt hoàn thành nét bút cuối cùng, mấy người thẩm cửu vụt đứng thượng lại, còn người bị thẩm cửu đẩy về phía trước ngực tôi kia thì lại trực tiếp xuyên thẳng qua đạo phù. Hắn đột ngột phát ra một tiếng hét thảm đầy đau đớn, Hai tay vẫn giữ nguyên động tác chưởng đao, đã sắp đâm đến ngực tôi rồi. Tôi vụt nhấc chân, đạp một phát thật mạnh về phía ngực hắn. Cùng lúc tôi đạp trúng hắn, hắn cũng đã cạch một phát, thẳng tắp đập lên trên mặt đất, vừa vặn đập lên trên bề mặt đạo phù mà tôi vẽ, dưới sự giãy dụa co giật của hắn, đạo phù đó lập tức liền bị rối loạn mất mấy nét. Phía trước vẫn còn ba người thẩm cửu, bọn chúng lại lần nữa lên trước, bốn người bị phù trắng lại ở phía sau cũng vòng lên trước mặt tôi thậm chí chẳng biết từ lúc nào, trong tay thẩm cửu đã lại còn mò ra một thanh đao, trên thanh đao này toàn là gỉ sét còn dính một lượng lớn vết máu. Gã chém thật mạnh về phía cánh tay tôi. Lòng tôi trầm xuống một phát, trong tình trạng này, đương nhiên không thể tiếp tục đứng nguyên tại chỗ nữa. Tôi đột ngột quay người, chạy về phía sau lưng. Vừa nãy có phù trắng, mấy người phía sau vòng ra phía trước, vậy nên bây giờ tôi tháo chạy, liền không có bất cứ trở ngại nào. Mấy người thẩm cửu đuổi sát không buông Lòng tôi càng trầm xuống thêm vài phần Song quyền khó địch tứ thủ Tôi không dám đơn độc vẽ phù đối phó Với từng tên trong bọn chúng Chỉ sợ trong quá trình đó Tôi đã lập tức bị những kẻ khác giết rồi Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này Nếu lấy sát thuật ra Thì cũng như thế Bọn chúng người quá đông Cũng quá quá dị Nếu như trong tay tôi có binh khí thuận tay Thì còn có thể đánh đấu một trận Sự việc này đã cho tôi đủ cảnh tỉnh trước đây tôi cảm thấy có thủ đoạn của âm dương tiên sinh thì gậy khóc tang đã vô dụng rồi bây giờ mà tay tôi cầm gậy khóc tang thì mấy người này toàn bộ đều phải bị tôi đánh gục chạy ra ngoài khoảng chừng phải đến 5-6 phút tôi đã thở hồng hộc rồi giúp toàn lực chạy như điên ở mức độ này đương nhiên không thể cố duy trì được quá lâu có điều tôi đã nghĩ ra phương pháp đối phó có thể thử dùng được nhanh chóng mò giấy lanh mịn từ túi áo trong ra tôi một tay cầm bút một tay giữ giấy trong nháy mắt liền vẽ ra một đạo trấn sát phù. Động tác của tôi nhanh như cắt, cho dù là trong quá trình chạy thục mạng, bàn tay vẽ phù cũng vẫn rất vững vàng. Sau khi vẽ xong 7 tờ phù, tôi cất bút địa chi đi, một tay đơn độc cầm một tờ phù, một tay cầm số giấy phù còn lại. Khóe mắt nhìn ra phía sau, không phải là tất cả số người đều chạy nhanh được như nhau, hơn nữa bọn chúng cũng có chút phân tán, giống như sợ tôi tháo chạy theo phương hướng khác vậy, chính giữa đường, bên lề đường bảy người đều hoàn toàn tách ra. Kẻ tôi nhắm tới đầu tiên là thẩm cửu. Sau khi vụt đứng lại xong, tôi không tiếp tục tháo chạy nữa, mà chạy ngược về phía thẩm cửu. Những người còn lại rõ ràng phản ứng chậm hơn một chút, không hề lập tức lao về phía tôi. Trong nháy mắt tôi đã đến phía trước mặt thẩm cửu. Thẩm cửu giơ cao cánh tay, đao chém một phát thật mạnh về phía cổ tôi. Thế này nếu mà bị gã chém trúng, thì đầu tôi phải bị chém bay ngay tại chỗ, người một nơi đầu một nẻo chỉ có điều tốc độ của tôi càng nhanh hơn bốc một phát một tờ trấn sát phù liền dán lên trên đỉnh đầu của thẩm cửu thân người thẩm cửu đột ngột liền căng cứng một phát bất động không nhúc nhích nữa lòng tôi hơi mừng ngay lập tức liền lao về phía mạng bên trái bên trái có hai người một trước một sau đang tấn công về phía tôi tôi căn bản không tránh né mà trực tiếp giơ tay vỗ lên trên người bọn chúng bốc bốc hai phát Tôi một chưởng vỗ trúng ngực một người, một chưởng vỗ trúng vai. Đương nhiên dạng phương thức này cũng khiến bọn chúng đánh trúng người tôi. Ngực và vai tôi cũng dính hai chưởng, lập tức máu huyết toàn thân cuộn trào, suýt chút nữa thì bay ngược luôn ra ngoài. Có điều giao đấu trong nháy mắt thế này, tôi đã trực tiếp trấn áp cố định được ba người, còn lại chỉ có bốn người nữa. Loạn trọn lùi sau mấy mét, tôi mới miễn cưỡng dừng lại được, bốn người còn lại đã đến sau lưng tôi rồi trong tay vẫn còn bốn tờ trấn sát phù tôi lật tay vỗ một tờ lên trên đỉnh đầu của cái tên cách tôi gần nhất có điều tay của hắn cũng đâm mạnh về phía bả vai tôi phục một tiếng khẽ vang lên rõ ràng là móng tay đâm xuyên da thịt cái cảm giác đau buốt thấu tim ấy lập tức khiến tôi hự lên một tiếng sau khi trấn hắn lại xong tôi cố nén cơn đau lại lần nữa rút phù lúc này tuy là ba người nhưng tôi đã không kịp đối phó với ba người bọn chúng nữa hai tay trái phải phân biệt vỗ về phía hai tên. Trong tay tên thứ ba cũng cầm một thanh đao, đang chém về phía cổ tôi. Hai tay phân biệt vỗ về phía trán của hai người, cùng lúc tôi trấn bọn chúng lại, thì hai tay bọn cũng cũng túng chặt lấy cánh tay tôi, trong nháy mắt thành thế giằng co. Thanh đao trong tay tên thứ ba, đã đến gần sát trước mặt tôi. Tôi đột ngột cắn rách đầu lưỡi, nhổ thật mạnh một nguồn máu về phía mặt hắn. Phục một tiếng, trên mặt hắn liền toàn là máu lẫn nước bọt, ngay lập tức bèn là tiếng hét thảm chọc thủng màng nhĩ, đồng thời tiếng hét thảm này cũng xuyên thấu cả bầu trời đêm. thân người của hắn vụt bay ngược ra sau, rồi rơi mạnh xuống dưới đất, chỉ còn lại ôm đầu hét thảm. thứ âm thanh đó thê thảm đau đớn đến cực điểm. tôi nặng nhọc thở dốc, gân xanh trên trán điên cuồng co giật, việc thái dương cũng không ngừng giật đùng đùng. cực lực bình ổn lại tâm trí, tôi rất nhanh đã ổn định lại. lúc này hai người cuối cùng bị tôi trấn lại kia vẫn đang nắm chặt lấy hai tay tôi, có điều động tác của bọn chúng chỉ dừng lại tại đây, không có thêm phản ứng gì nữa. Tôi dùng sức dằn tay ra, ngoảnh đầu nhìn lướt một lượt, tổng cộng 8 người, 7 người bị tôi dùng trấn sát phù trấn áp, một người bị máu phun bị thương, thế này cũng đủ nguy hiểm rồi. Tôi nhanh chân đi đến trước mặt người bị tôi dùng máu phun bị thương kia, dùng tờ trấn sát phù cuối cùng trực tiếp vỗ luôn lên mặt hắn. Ngay lập tức hắn cũng ngừng giãy dụa. Tôi ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ quan sát hắn máu của tôi trên mặt hắn để lại một bộ phận vết cháy còn lại bèn không có vết thương nào khác nữa phản ứng của hắn không khác gì với lão già đánh chiên cổng cái xác nữ lần đó vậy đây chắc là trúng vong nhưng bọn chúng lại không giống với trúng vong trúng vong lẽ ra trấn sát phù bèn có thể trực tiếp phá bỏ luôn nhưng giờ lại chỉ bị trấn lại tay của tôi ấn lên trên ngực của người này rõ ràng có thể cảm nhận được nhịp tim lại đặt tay lên chỗ nhân trung cánh mũi hít thở rất có lực không hề yếu ớt chút nào trong đây tuyệt đối có vấn đề lớn tôi vốn định trực tiếp gọi điện thoại bảo thẩm kế dẫn người tới đưa bọn chúng về có điều do dự một chút tôi lại từ bỏ dự định này nói không chừng thẩm kế cũng cần một chút thời gian yên tĩnh tiêu hóa những chuyện mà tôi nói với cô ta tôi cũng còn cần nghiên cứu một chút xem bọn chúng tại sao lại biến thành thế này nhìn giống như xác chết nhưng trên thực tế lại là người hơn nữa bọn chúng còn không phải là xác sống khí càng đủ, càng nhiều hơn so với xác sống. Bấm gọi cho Phùng Bảo, tôi bảo hắn lái xe đưa Phùng Quân tới tìm tôi, đồng thời nói rõ với hắn vị trí của tôi, cùng với phương hướng đi như thế nào. Tôi bị thẩm cửu dẫn đi một thời gian không ngắn, nhưng Phùng Bảo và Phùng Quân lái xe tới, chỉ 7-8 phút là đã đến trước mặt tôi. Cũng may chuyến này xe mà chúng tôi đi là SUV, dẫu sao cũng nhét được 8 người thẩm cửu này vào trong xe, lại lần nữa đưa về đến cổng khu nhà, rồi lôi toàn bộ bọn họ vào trong sân. Phùng quân và Phùng Bảo đều lộ ra vẻ nghi ngờ kinh ngạc, lúc lại quay qua nhìn tôi. Phùng Bảo còn hỏi nhỏ một câu, là tiên sinh, một mình cậu xử tám tên này. Chúng nó đều là thứ gì thế? Người chết. Tôi lắc lắc đầu, làm một động tác suyệt, đồng thời bảo bọn hắn về phòng nghỉ ngơi, không cần ra ngoài nữa. Hai người Phùng Bảo và Phùng quân đưa mắt nhìn nhau, rất nghe lời đi về phòng. Lúc này đã gần đến 4 giờ sáng, màn đêm càng ngày càng đen tối, ánh sao cũng dần dần biến mất không còn nữa. Tôi mở đèn pin điện thoại ra, tỉ mỉ quan sát bàn tay của mấy người thẩm cửu, đầu ngón tay ánh đen, móng tay trên cơ bản là thuần màu đen, làn da trông rất khô, thế này thì giống hệt không khác gì với xác chết hóa xác, chẳng qua chỉ còn thiếu lông nhung, hơn nữa bọn chúng vẫn chưa chết. Kỳ thực vừa nãy lúc định đưa bọn chúng về, tôi liền nghĩ đến mã bảo nghĩa chỉ có điều là Mã Bảo Nghĩa lại dùng phương pháp gì Khiến bọn họ biến thành thế này Trong lãnh thi nhiếp hồn cản thi thuật Tôi không nhớ là có chiêu thức thế này Hay là thuật pháp đó miêu tả không đủ tường tận Do dự mãi Tôi vẫn cho rằng là tôi nhìn nhầm Nhớ không rõ nhiều nội dung hơn Nên vẫn cứ lấy tờ giấy đó mở ra Xem đi xem lại Cuối cùng vẫn cứ xác định Tôi xem đích thực không có vấn đề, trong thuật pháp này đích thực không có chiêu nào có thể khiến người ta biến thành bộ dạng giống mấy người thẩm cửu thế này trầm mặc một lát tôi nghĩ đến một khả năng chính là giống như kiểu sắc phụ chú do dương thanh sơn tự mình sáng chế ra đó đây chắc là bản lĩnh đặc thù của mã bảo nghĩa từ lãnh thi nhiếp hồn cảng thi thuật kia nghiên cứu ra thuật pháp khống chế người này đương nhiên cũng có một khả năng vô cùng nhỏ bé đó chính là ghi chép của viên hóa thiệu có thiếu khuyết tôi cảm giác khả năng này gần như không tồn tại Tôi định thần lại, ngón tay kẹp lấy tờ phù trên đỉnh đầu Thẩm Cửu, giật nó xuống một phát. Thẩm Cửu vốn đang hai mắt nhắm nghiền không chút phản ứng, đột ngột liền vụt mở hai mắt ra, cực kỳ hung hãn giơ tay túng về phía tôi. Tốc độ này của gã cực nhanh. Được cái tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bốc một phát, giấy phù lại vỗ quay lại. Thẩm Cửu lại lần nữa cứng đờ không nhúc nhích. Tôi thở mạnh ra một hơi dài, càng trở nên cảnh giác hơn đối với Mã Bảo Nghĩa. Thủ đoạn này đúng thật là quá dữ, trấn sát phù đều không phá nổi, xé phù xuống xong vẫn có thể tiếp tục tác quái. Sở dĩ tôi khẳng định suy đoán là Mã Bảo Nghĩa, nguyên nhân rất đơn giản, hồi đó thẩm cửu cầm đầu ngược đại sát chết, đám người anh em bọn gã đều là vì để báo thù cho thẩm sinh, Mã Bảo Nghĩa bắt đầu xuống tay từ thẩm cửu cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng biết y đang mưu mô chuyện gì, tôi cảm giác bản thân thôn kế nương vẫn còn chưa biết mấy người thẩm cửu đã gặp vấn đề, cực có khả năng là bởi vì tôi đến rồi, Mã Bảo Nghĩa muốn giải quyết tôi trước, nên mới cho bọn gã ra tay. Suy nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ của tôi tới cũng đủ rồi, sau khi đóng cổng lại xong, tôi về lại phòng mình đi ngủ. Đợi lúc tôi tỉnh giấc, trong phòng đã tràn ngập ánh nắng, vừa mới mở mắt, một tay che ánh sáng, tôi đã liền phát hiện Khương Manh quỳ gối ngồi ở cạnh giường, bên cạnh cô ta còn có một chiếc ghế, bên trên đặt một chậu nước, khăn mặt, còn có cả một loại đồ dùng rửa ráy. Tiên sư, anh rửa ráy trước, có không ít người tới rồi, đang ở ngoài đợi anh. Khương Manh cung cung kính kính nói. Thân người tôi cứng đờ một phát, có điều cũng không nói gì Khương Manh, thị nữ mà tộc Khương sắp xếp cho tiên sư, sợ rằng từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, đồng thời truyền thụ cô ta những lễ nghĩa này, tôi cưỡng ép sửa đổi, ngược lại sẽ khiến cô ta không thích ứng. Chung quy người cô ta hầu hạ sau này cũng không phải tôi. Đứng dậy rửa ráy, tôi đã hồi phục tinh thần sung mãn, chỉ là vị trí bả vai vẫn còn hơi có chút đau âm ỉ giây tiếp theo tôi mới chú ý đến tầm mắt của khương manh cũng đang liên tục nhìn vị trí bả vai của tôi cô ta do dự một chút rồi nói tiên sư vết thương trên người anh không đau à lòng tôi kinh hãi vụt phản ứng lại đêm qua tôi hóa ra lại quên mất vết thương trên người mình nhưng thế này không bình thường á theo lý tôi lẽ ra không nên lơ là bỏ quên mới đúng chỉ có điều là cảm giác đau này quá yếu nếu là đêm qua trong tình trạng tinh thần hưng phấn và căng thẳng kiểu đó thì đúng là không cảm thấy thật sau đó tôi cực kỳ buồn ngủ bèn càng chẳng có phản ứng gì chỉ là cảm giác đau này thực sự là quá yếu khiến tôi cảm thấy khả năng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi hồi tưởng lại đêm qua bị người đó dùng móng tay đâm vào trong bả vai thì rõ ràng là đã đâm xuyên da thịt tôi hít sâu một hơi lập tức kéo áo trên bả vai ra giật xuống cúi đầu nhìn vị trí vết thương ở phía trên xương quai xanh, hơi dưới bả vai một chút, có hai cái lỗ máu. Chẳng biết lỗ máu sâu mức nào, chung quy là đã trở nên đen xì một mảng, trông cực kỳ kinh dị rợn người. Mặt tôi đột ngột biến sắc. Mặt Khương Manh cũng biến sắc, cô ta lập cập một phát, bất an nói, độc. Lòng tôi vụt một phát trầm hẳn xuống, đang chuẩn bị đưa tay ra chạm vào vết thương, thì Khương Manh lại đứng dậy ấn lấy tay tôi. Tôi vô thức lật tay liền ấn lấy tay của Khương Manh tiên sư tôi giúp anh xử lý vết thương đây chắc là độc xác chết là đám người bên ngoài đó làm anh bị thương Thương manh miếm môi giải thích đồng thời khẽ dò hỏi cũng đúng vào lúc này cửa phòng tôi bị đẩy ra người xuất hiện ở cửa phòng chính là thẩm kế thẩm kế hôm nay vẫn ăn mặc như hôm qua chỉ có điều ánh mắt cô ta nhìn sang tôi rõ ràng có chút khác thường cô ta khẽ nhíu nhíu mày sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên lạnh băng tôi lập tức ý thức được rằng, thế này, là thẩm kế hiểu nhầm rồi. Lúc này áo của tôi bị kéo xuống phía dưới vai, Khương Manh ấn lấy cánh tay bên bả vai bị thương của tôi, tay còn lại của tôi thì đang ấn lấy tay của Khương Manh, góc độ này của thẩm kế chắc chắn không nhìn thấy vết thương trên bả vai tôi, biểu cảm này của cô ta bèn quá mức bình thường. Thẩm kế không nói một lời, lùi ra khỏi cửa. Tôi lập tức liền mở miệng nói, tôi bị thương rồi, Khương Manh đang giúp tôi xem vết thương. Bước chân của thẩm kế khựng lại, nhưng đầu mày của cô ta thì nhíu càng chặt hơn, ngừng động tác lùi sau lại, rồi sải bước trực tiếp vào luôn trong phòng. Tôi cũng vội vàng buông bàn tay đang nắm tay của Khương Manh ra, đồng thời dặn dò Khương Manh, bảo cô ta đừng trực tiếp chạm vào vết thương của tôi, để tránh độc tố cũng làm tổn hại đến cô ta. Tôi nhanh chóng móc găng tay tiên xám từ trong túi ra, đưa cho Khương Manh. Găng tay tiên xám không chỉ có thể cách ly độc tố, mà còn có thể tránh bị những thứ như âm khí Quán khí làm bị thương. Cô ta đeo găng tay tiên xám lên xong, lại lấy từ trên người ra một số thứ. Đó là một cuộn dây vải, bên trong hóa ra có một số kim thô, kim mảnh, dao kéo cực nhỏ, nhìn trông giống như công cụ chữa bệnh cho người ta trong trung y. Khương manh cẩn thận ấn lấy vết thương của tôi, sau đó bắt đầu động tay làm sạch. Thẩm kế cũng đi đến cạnh giường, cô ta nhíu mày, chăm chăm nhìn vết thương của tôi mãi một hồi những người bên ngoài kia làm anh bị thương. Tôi nghe Phùng Bảo nói, một mình anh đối phó với bọn họ. Trong giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kế, xen lẫn với chút ít nghi hoặc, tôi nghe rất rõ ràng, Thẩm Kế không cho rằng tôi có thân thủ và thực lực này. Tôi nhìn vết thương trên bả vai, dùng khóe mắt liếc Thẩm Kế. Lúc này Khương Manh đã dùng một con dao nhỏ xíu, cắt bỏ phần thịt bầm đen trên vết thương của tôi, quái dị là, tôi chỉ cảm giác hơi hơi đau nhói. Là bọn họ có điều chỉ bị thương một chỗ này người quá nhiều song quyền khó địch tứ thủ cũng chẳng đem theo binh khí thuận tay tôi giải thích một câu lúc này vị trí bả vai đột nhiên truyền lại một cơn đau bút thấu tim khiến tôi hự lên một tiếng trên trán tôi gân xanh nổi gồ lên mồ hôi từng giọt từng giọt to đùng rớt xuống giọng điệu khương manh vô cùng trịnh trọng trục trè nói tiên sư chỗ độc xác chết đó khiến cơ thịt xung quanh vết thương của anh đều hoại tử rồi vậy nên anh không cảm nhận được đau đớn nhưng chúng lại vẫn đang lan ra tôi phải cắt bỏ hết toàn bộ phần thịt bị nhiễm độc đi cơn đau này anh cố nhịn lập tức xong ngay giọng của khương manh rất bình tĩnh động tác trên tay cũng vô cùng nhanh gọn vững vàng tôi nhìn con dao của cô ta xoay lật qua lại trong vết thương của tôi cảm giác đau đớn từ vết thương truyền lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt nhưng phần cơ thịt bị cô ta cắt ra vứt xuống dưới đất đã không còn là đen xì nữa mà toát ra màu đỏ tươi Máu trong vết thương cũng đang thấm rỉ ra ngoài, tay trái của Khương Manh cầm một miếng gạt, liên tục thấm hút sạch phần máu rỉ ra ngoài, tốc độ của tay phải cầm dao thì không hề giảm đi chút nào. Cả quá trình làm sạch vết thương chắc chưa đến một phút, nhưng cảm giác đau thấu tim, khiến tôi gần như quên cả hít thở. Ngay tiếp đó, Khương Manh lại móc ra một cái lọ bằng khoảng hai ngón tay, đổ bột thuốc trực tiếp dốc thẳng vào trong vết thương của tôi, rồi lại dùng một miếng gạt bịt lên miệng vết thương, đồng thời rút dây vải băng bó bả vai tôi lại trên trán tôi toàn là mồ hôi trên người cũng bị mồ hôi thấm đẫm trong lòng tôi đúng thật nghĩ lại còn thấy sợ độc dính trên vết thương này giữ đến mức đấy móng tay của bọn chúng lại bị tưới độc xác chết vào bằng cách nào người bên ngoài không ít đừng để bọn họ chạm vào mấy người thẩm cửu tôi phản ứng lại lập tức nói với thẩm kế thẩm kế trả lời tôi là đã dặn qua rồi Cô ta đang đợi tôi tỉnh lại, muốn hỏi tôi rốt cục tình hình là thế nào. Ngừng lại một chút, cô ta tiếp tục bảo với tôi, mấy người thẩm cửu đã mất tích 7 ngày rồi, cô ta còn tưởng rằng bọn gã đã chết rồi. Tiếp đấy cô ta lại hỏi tôi, tại sao lại gặp được thẩm cửu, còn bị bọn gã vây đánh nữa. Mấy người thẩm cửu tại sao lại thành bộ dạng này? Chắc không phải là xác chết chứ? Hay là trúng vong? Vấn đề của thẩm kế nhiều, nhưng cũng đủ logic trên cơ bản không khiến tôi cảm thấy hỗn loạn tôi nghiêng đầu nhìn khương manh đang băng bó vết thương cảm giác đau nhói vừa tê vừa ngứa không ngừng từ bả vai truyền lại tôi nỗ lực nén nhịn cơn đau bình ổn lại tư duy lần lượt trả lời vấn đề của thẩm kế chỉ có điều về việc mấy người thẩm cửu tại sao lại thành thế này tôi cũng chẳng giải thích nổi thẩm kế trầm ngâm lúc này khương manh đã băng bó xong vết thương cho tôi tôi kéo áo lên Khương manh nhanh nhẹn dùng một mảnh vải gói đóng vụn thịt ở dưới đất lại. Tôi bảo cô ta tạm thời đừng vứt bỏ, tôi còn phải xem xem. Khương manh gật gật đầu. Tôi đứng dậy đi về phía ngoài sân, thẩm kế đồng thời bước đi bên cạnh tôi. Trong sân ánh nắng rực rỡ, chiếu lên trên mặt người ta cực kỳ nóng rát. Mấy người thẩm cửu đã bị được đặt thẳng trên mặt đất, dưới đất có trải vải trắng, trên đầu bọn gã đang dán phù, đúng thật là giống với xác chết. Bên trì sân là Phùng Bảo và Phùng Quân, ngao sói đang nằm bò ở cửa phòng của Phùng Quân, thè lưỡi ra, cảnh giác dò xét bốn phía. Chẳng biết đêm qua thẩm cửu dùng thủ đoạn gì mà lại khiến ngao sói không phát giác ra bọn gã. Hoặc là lúc gã đến, ngao sói vừa hay không ở trong khu nhà. Hơn 10 người dân thôn của thôn kế nương mà thẩm kế đưa tới, lúc này đều đứng ở cổng, bọn họ liên tục châu đầu ghé tai, trì rầm nói chuyện. Không có cách gì khiến bọn họ hồi phục sao? thẩm kế lại nhíu mày hỏi một câu tôi lắc lắc đầu trả lời trong tình huống thông thường trúng vong phơi dưới ánh nắng là được nhưng bọn họ lại không phải là trúng vong tạm thời tôi không có cách gì tôi phải tìm người giây tiếp theo khương manh lại đột nhiên từ trong phòng bước ra cô ta nhỏ giọng nói tiên sư tôi nghĩ tới một khả năng tôi phải xem xem xác chết lời của khương manh khiến tôi không khỏi kinh ngạc khương manh chẳng qua chỉ là một người tộc khương bình thường cô ta biết y thuật tôi có thể hiểu được tộc khương bồi dưỡng một thị nữ chắc chắn là phải có tác dụng đối với tiên sư nhưng cô ta nhìn ra được vấn đề thì tôi đúng thật không nghĩ ra được cô ta nhìn ra từ chỗ nào nói ra nghe xem tôi trầm giọng mở miệng vốn dĩ tôi định gọi điện thoại về tìm lưu văn tam và trần mù hỏi thăm tình hình trần mù là thần bà bản thân lão cũng có chút hiểu biết đối với mã bảo nghĩa hoặc giả sẽ biết khương manh chỉ chỉ vào người trên đất do dự một chút nói tôi phải lột đồ một người ra nhìn thử xác định một chút xem tôi đoán có đúng không được tôi còn chưa nói gì thẩm kế đã liền gật gật đầu đồng ý có điều khương manh lại không nhúc nhích mà vẫn cứ mang thái độ cực kỳ cung kính chờ đợi mệnh lệnh của tôi xem đi tôi gật đầu khương manh lập tức liền đến bên cạnh một người con dao trong tay cô ta rạch áo của người đó ra một cách nhanh gọn sĩ biệt ba ngày la thập lục anh dường như không chỉ là khiến người ta phải lau mắt nhìn lại. Vừa nãy tôi thử gỡ bỏ một tờ phù, phản ứng của bọn họ rất mạnh, không dễ mà đối phó như vậy. Thẩm Kế khẽ nói. Thân thủ thay đổi rồi, tâm tính cũng không còn như trước nữa, tôi nhìn anh, cảm giác giống như nhìn thấy sư tôn, tại sao lại khiến người ta cảm giác sợ hãi từ trong đáy lòng. Giống như trên mặt anh có một đám mây mù, khiến người ta không nhìn rõ được. Hình dung này của Thẩm Kế, lại cũng khiến tôi mất tự nhiên tôi giải thích con người kiểu gì rồi cũng sẽ thay đổi chỉ có điều tôi tin chắc mình không vấn đề sẽ không biến thành âm tiên sinh cô ta không cần thiết phải sợ tôi gài bẫy cô ta ngừng lại một chút tôi sờ sờ lên mặt mình thẩm kế nói tôi khiến người ta nhìn không rõ sợ rằng chính là bởi vì tôi học được nghệ thuật nói của viên hóa thiệu cùng với việc trong khoảng thời gian đối phó với dương hạ nguyên từ bạch bì tôi bắt đầu học được mưu mô tính toán đây là sự thay đổi bắt đầu từ khí trường từ trong ra ngoài nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha vấn đề cuối cùng tôi không trả lời thẩm kế nếu như tôi vẫn là thằng la thập lục trước đây trong những sự việc này sớm đã bị người ta đánh chén sạch sẽ đến mảnh vụn xương cũng không còn rồi làm gì còn có thể tiếp tục tới thôn kế nương nữa thẩm kế không mở miệng hỏi thêm nữa tôi cũng chuyên tâm nhìn động tác của cương manh dù gì đêm qua tôi cũng đã tiêu tốn thời gian rất dài ngoài tìm trần mù và lưu văn tam hỏi kinh nghiệm ra tạm thời không có cách gì khác cái người bị khương manh rạch áo ra nửa thân trên rất nhanh đã không còn mảnh vải khương manh không động đến quần của hắn mà lật người hắn lại dưới ánh nắng chói mắt tôi nhìn thấy rõ nét trên lưng của hắn cũng có vết thương là vết thương do móng tay giống với của tôi có điều vết thương đó đã thối rửa rất nhiều gần như có độ lớn bằng lòng bàn tay Mặt Khương Manh lại biến sắc, cô ta quay đầu, miếng môi nói, tiên sư, bọn họ cũng bị trúng độc sát chết. Nếu tôi phân tích không sai, độc sát chết này chắc chắn cũng có tác dụng như trúng vong, anh bị thương không có thay đổi gì, hoặc là thời gian chưa đủ, hoặc là theo tôi cảm thấy, là do những thủ đoạn này đối với anh mà nói, chỉ là trò trẻ con. Không cách gì ảnh hưởng đến anh. Giúp bọn họ làm sạch vết thương xem xem, liệu có thể tỉnh lại được không? Tôi lập tức nói thẩm kế phản ứng cũng rất nhanh lập tức ra lệnh đưa tất cả thầy thuốc trong thôn tới đây để lại một người đi lột bỏ quần áo những người khác tìm ra vết thương những người thẩm kế đưa tới chỉ còn lại một người hắn nhanh chân đi lại theo lời dặn của thẩm kế bắt đầu cởi bỏ quần áo của những người còn lại còn về những người khác thì đều theo mệnh lệnh của thẩm kế đi tìm thầy thuốc ở trong thôn tôi chỉ ngừng lại chừng nửa phút rồi vẫn cứ gọi điện cho lưu văn tam và trần mù hỏi thăm một lượt trần mù thì bảo với tôi bức độc xác chết không phải đơn giản làm sạch vết thương là có thể làm được thương tích trên người tôi bởi vì không đủ sâu cộng thêm bản thân tôi không giống với người khác độc xác chết khó mà tổn thương đến tôi được nhưng những người khác thì chưa chắc cộng thêm trúng độc xác chết lâu như vậy rồi còn bị trúng vong phải dùng phương pháp khác mới có thể chữa trị tận gốc chưa đợi tôi hỏi trần mù đã tiếp tục nói dùng gạo nếp và máu gà để bức độc đem máu gà tưới lên trên vết thương đã được làm sạch rồi lập tức dùng gạo nếp phủ lên trên, sau khi gạo nếp chuyển thành màu đen xong liền có thể lấy xuống, rồi liên tục phơi đủ ánh nắng, 89 phần 10 là có thể tỉnh lại được. Tôi ghi nhớ kỹ càng tường tận, sau khi cúp điện thoại xong, lập tức liền dặn dò Khương Manh. Thời gian thoáng chốc đã qua, tuy người đủ nhiều, nhưng thương tích của mấy người thẩm cửu càng nghiêm trọng hơn, cộng thêm việc dùng máu gà và gạo nếp bức độc, cũng tốn mất không ít thời gian. Khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, ánh nắng đã bắt đầu trở nên yếu đi thẩm cửu mới là người đầu tiên tỉnh lại gã yếu ớt mở mắt ra vẻ đờ đẫn hung ác trên mặt đã biến mất không còn nữa thay vào đó chỉ có ngơ ngác cùng với một tia khiếp hải ở sâu trong đáy mắt gã dãy dụ bò dậy lúc nhìn thấy thẩm kế thì càng mừng rỡ đến sắp phát khóc ánh mắt của tôi nhìn đối diện với gã gã rõ ràng càng ngơ ngác hơn biểu cảm biểu hiện này thì quá thẳng thắn rồi hắn căn bản không biết đã từng gặp tôi càng không biết từng động thủ với tôi. Thẩm kế tương đối trực tiếp, hỏi luôn thẩm cửu đã phát sinh chuyện gì. Đồng thời kể đơn giản một chút về việc bọn gã đều đã làm chuyện gì. Mặt mày thẩm cửu trắng bệch không chút máu, rõ ràng là bị những gì thẩm kế nói làm cho sợ hãi, ngoảnh đầu lại nhìn sang những người khác ở dưới đất, càng suýt chút nữa thì đứng không vững, may là có người qua đỡ lấy, gã mới không ngã ra. Thẩm cửu ổn định mất hồi lâu, mới nghiến răng kể đầu đuôi sự việc. Đại khái cũng là vào 7 ngày trước, gã trời thôn vào thành phố mua một số vật tư mà trong thôn cần đến, trên cơ bản là dẫn theo bảy anh em bọn họ, kết qua lúc ở giữa đường gặp phải một đám người đang đi đường, phương hướng mà bọn họ đi còn vừa hay là phía thôn, vốn dĩ đoạn đường thôn này đã không rộng rãi, nên trực tiếp liền chắn hết mặt đường. Gã cả cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng phát giác ra bất thường, bởi vì trong thôn bình thường lấy đâu ra bao nhiêu người tới thế. Xuống xe định hỏi xem bọn họ từ đâu tới, mới phát hiện những người này trên người đều đang mặc áo liệm động tác bước đi cũng không bình thường đi trên đầu nhất là một gã đàn ông mặc ngựa còn tầm theo chung còn chưa đợi gã phản ứng lại thì đám người mặc áo liệm đó đã vồ lấy gã trước khi hôn mê gã chỉ cảm giác sau lưng bị đâm xuyên sau đó gã từng tỉnh lại một lần bị trói trong một gian phòng tối tăm u ám gã đàn ông mặc ngựa đó đang lẩm bẩm nói với hắn rất nhiều thứ chung quy đều là những chuyện bất lợi với thôn gã muốn phản kháng nhưng vẫn không phản kháng nổi còn cảm giác càng ngày càng mơ hồ rồi đợi gã lại tỉnh lại thì đã nhìn thấy chúng tôi rồi trong quá trình trần thuật của thẩm cửu những người khác cũng lần lượt tỉnh lại biểu hiện của bọn họ trên cơ bản đều chẳng khác gì với thẩm cửu dưới sự sắp xếp của thẩm kế những dân thôn còn lại dìu bọn họ đi nghỉ ngơi chỉ để thẩm cửu lại kẻ đó đã nói những gì bất lợi đối với thôn thẩm kế lên tiếng hỏi tôi thì cúi đầu nhíu mày thẩm cửu không biết mã bảo nghĩa cũng bình thường những người mà âm tiên sinh đưa lên núi lần thứ hai đều chết dưới sự tính toán của ông ta ngoài ra không có người từng thấy mã bảo nghĩa chỉ có điều thủ đoạn này của mã bảo nghĩa đích thực là cực kỳ đặc thù rất khó phòng bị chỉ cần thẩm cửu là một xác chết thì đêm qua tôi đều chắc chắn có thể nhìn ra được khác biệt giữa người sống có hơi thở với xác sống chỉ còn giữ lại một hơi thở cùng với xác chết quá rõ nét thẩm cửu ông lấy đầu gã rõ ràng có chút đau đớn, sau khi hự lên một tiếng xong, thì lắc lắc đầu, tôi không nhớ ra được. Thẩm kế trầm mặt một hồi, rồi nói, đưa anh ta đi nghỉ ngơi, xem xem có thể nhớ lại được không, bắt đầu từ bây giờ, cả thôn giới nghiêm, không được phép ra vào, cổng chào ở cổng thôn liên tục cho người canh gác. Hai người cuối cùng đưa thẩm cửu rời đi, đồng thời đi truyền đạt mệnh lệnh của thẩm kế. Mã Bảo Nghĩa không dễ đối phó, y không trực tiếp giết chết thẩm cửu, chắc chắn là muốn anh ta từ trong nội bộ từ từ phá hoại thôn kế nương, nếu không, mối thù ngược đại sát chết con trai của y, đủ để y trực tiếp lấy mạng của thẩm cửu. Tôi giải thích. Ngừng lại một lát, tôi lại nói, sát chết kế nương cưới chồng đều ở trong tay y, ít nhất cả trăm huyết xác, y có thể khiến Liễu Dục chú bị thương, cô cũng từng nhìn thấy, thân thủ của Liễu Dục chú hoàn toàn không chỉ đơn giản như lúc giao đấu với cô. Từ thẩm kế gật gật đầu cô ta nhất chân định đi ra ngoài cổng đầu mày tôi nhíu chặt gọi cô ta dừng lại thẩm kế quay đầu nhìn một cái nói bọn chúng không vào thôn được tôi phải quay về nghĩ xem làm thế nào giải quyết thứ phiền phức này tuy la thập lục anh khiến tôi phải lau mắt nhìn lại rồi nhưng tôi không cho rằng anh có thể đối phó với bao nhiêu huyết xác như thế tôi nhất thời cạn lời nghẹn họng tiếp đấy thẩm kế lại nhìn sang khương manh một cái trong ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi Cô ta lại định nhấc chân đi. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tôi đến đây có hai việc, một việc là giúp cô, tôi dự cảm được cô có rắc rối, việc thứ hai chính là muốn mời cô qua Tộc Khương. Việc thứ hai dừng lại tại đây, nếu như việc thứ nhất anh có thể giúp đỡ được, tôi sẽ cảm ơn anh. Thẩm Kế quả quyết trả lời. Nếu tôi đưa ra điều kiện đủ để cô động lòng thì sao? Tôi không ngừng nghĩ, trực tiếp nói luôn, nếu cô vô cảm với Tộc Khương Vậy thì xem điều kiện, thế nào? Điều kiện? Tôi muốn âm dương thuật của anh, anh cho không? Thẩm kế đột nhiên cười cười, giây phút đó, cô ta cười tươi như hoa, thậm chí khiến người ta cảm giác nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều ý tứ trong đó, lại toát ra vẻ sâu thẳm, cùng với 10 phần kháng cự. Cô ta cho rằng đây là điều kiện mà tôi không đáp ứng nổi, vậy nên trực tiếp dùng nó để khiến tôi ngậm mồm. Lúc này, trong sân chỉ còn lại tôi, Thẩm Kế, Khương Manh, Phùng Bảo và Phùng Quân. Thẩm Kế hơi hơi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cô ta từ từ tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một nét cười nhàn nhạt. Vẻ mặt của Phùng Bảo và Phùng Quân không mấy dễ nhìn, thậm chí Phùng Quân còn hơi hơi siết chặt nắm đấm. Tuy hai người bọn họ rất nhiều thứ đều không hiểu, nhưng theo tôi lâu như vậy rồi, chắc chắn biết được độ quan trọng của âm dương thuật, Thẩm Kế mở miệng kiểu này, trong mắt bọn họ đương nhiên là Thẩm Kế làm khó tôi đến cực điểm. Khương Manh thì càng là mặt mũi trắng bệch, mang bộ dạng hồn bay phát lạc. La thập lục, nếu một người đột nhiên trở nên quá thông minh, thông thường đều dễ, khôn quá hóa dại. Giọng nói của thẩm kế dần trở nên lạnh lùng. Tôi chầm chầm nhìn đối diện với cô ta, trong ánh mắt không có tí chút lưỡng lự nào, cũng cười cười, hỏi ngược lại, vậy sao? Cô chỉ muốn âm dương thuật. So với những gì tôi có thể đưa ra, vẫn hơi ít một chút. Giây phút tôi dứt lời, Mặt thẩm kế rõ ràng biến sắc một phát, đồng tử của cô ta đều co mạnh lại vài phần, chồng chọc nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, sự thay đổi trên nét mặt của cô ta, không thể nói là không lớn. Anh cho. Tộc Khương hứa hẹn gì với anh, mà anh giúp bọn họ làm việc đến mức này. Tâm mày thẩm kế đều dồn đóng lại thành một chữ xuyên. Bao gồm cả Khương Manh ở bên cạnh, thần sắc cũng trở nên ngạc nhiên, giống như không ngờ rằng tôi lại đồng ý với điều kiện này vậy thậm chí đến cả phùng bảo và phùng quân cũng đều không dám tin qua chủ tế cư chúng ta nói chuyện lại đi tôi khẽ mở miệng phùng bảo phùng quân các anh canh chừng ngao sói cẩn thận ở đây chờ tôi khương manh cô cũng đừng đi đâu hết tôi ngoảnh đầu dặn dò một tiếng sau khi nói xong tôi trực tiếp đi lướt qua người thẩm kế rời khỏi cổng trước tuy phùng bảo và phùng quân đều là người mình khương manh với tư cách là thị nữ của tiên sư cũng đáng để tin cậy nhưng âm dương thuật liên quan quá lớn vẫn không thể nói quá nhiều trước mặt bọn họ được thẩm kế đi theo sau lưng tôi tốc độ cô ta không chậm nhưng tiếng bước chân lại rất khẽ không nghe kỹ thì thậm chí không phát giác được sau lưng có người chỉ có điều tiếng bước chân này cũng có sự biến đổi ban đầu thì nhẹ sau đó bèn lộ chút vẻ hỗn loạn tôi loáng thoáng còn nhớ đường qua chủ tế cư tốn mất khoảng chừng 7-8 phút đến bên ngoài cổng từ đường lúc này cửa đang để mở một phát liền nhìn thấy cái đỉnh đồng ba chân ở bên trong giống hệt như trước đây ở đây vẫn có một số người của thôn kế nương đang canh gác ở bên trong lúc tôi đi vào trong bọn họ liền lập tức bước về phía tôi còn chưa đợi bọn họ lại gần tôi giọng nói lạnh lùng của thẩm kế đã từ sau lưng tôi truyền lại tất cả mọi người toàn bộ rời đi không được lại gần chủ tế cư lập tức những người đó bèn cung cung kính kính đi ra phía ngoài đến nhìn cũng đều chẳng nhìn tôi lấy một cái một lát sau trong từ đường bèn rơi vào tĩnh lặng bên tai chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ thổi cổng từ đường bị đóng lại chỉ còn hai người tôi và thẩm kế ở trong sân ngoảnh đầu lại tôi phát hiện thẩm kế vẫn đang chăm chú nhìn tôi tôi trực tiếp lấy kim tiền hào cùng với quyển sách ghi chép thuật pháp kim tiền hào ra đưa chúng đến trước mặt thẩm kế thẩm kế cúi đầu nhưng cô ta lại không lập tức đón lấy mà nói tôi không bái sư tôi nghe mà ngẩn ra một phát sau đó lắc lắc đầu cười cười nói tôi cũng không thu nổi đồ đệ như cô đây không phải là địa tướng tham dư mà là kim tiền hào tôi thay mặt truyền thụ kim tiền hào mặt thẩm kế lộ vẻ nghi hoặc không hiểu tôi bình ổn lại tư duy một chút rồi giải thích âm dương thuật không phải là một dạng thuật pháp đơn thuần âm thuật là phong thủy dương thuật thì là bói mệnh tinh thông cả hai đồng thời kết hợp lại mới sẽ hình thành âm dương thuật âm dương tiên sinh cũng bắt nguồn từ đây chuyên tinh thông một loại chỉ có thể là âm thuật tiên sinh hoặc là dương thuật tiên sinh ông nội tôi là người vế trước trương cửu quái là người vế sau thẩm kế không ngắt lời tôi mà mặt mày trầm tĩnh chuyên tâm nghe tôi giảng giải tôi cố hết khả năng giải thích tường tận về sự cấu thành của âm dương thuật một lượt xong ánh mắt nhìn lên trên kim tiền hào và quyển sách trong tay khẽ thở hắt ra một hơi tiếp tục nói phong thủy của âm tiên sinh đã là âm thuật thu thập những năm nay của kế nương tuyệt đối không yếu, sức mạnh âm thuật của ông ta không kém với ông nội tôi. Còn kim tiền hào này, thì chính là một dạng dương thuật. Cô đã học âm thuật rồi, không cần thiết phải thay môn đổi phái, phối hợp với dương thuật của kim tiền hào, chỉ cần có thể lý giải thấu triệt, rất nhanh bèn có thể trở thành âm dương tiên sinh. Ngừng lại một chút, tôi lại mò lấy dương công bàn từ trên người ra, cười khổ nói, dương công bàn và kim tiền hào là một bộ hành trang của âm dương tiên sinh, chỉ có điều định la bàn của tôi bị Trương Nhĩ đoạt mất, hiện giờ lấy dương công bàn sử dụng, nếu cô tiếp nhận, thì món đồ này cũng phải đưa cô. Ngoài ra, kim tiền hào này lấy được từ trong tay một vị tiền bối đã khuất, chuyện này sau này có thể nói sao? Thẩm kế không nói gì, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau cô ta mở miệng nói, vừa nãy anh nói, không chỉ âm dương thuật, vậy còn có gì nữa? Đạo thuật nhà họ liễu. Cô làm tiên sư, nghiên cứu xong âm dương thuật nhà họ liễu nhất định sẽ đem đạo thuật giao cho cô tôi nói từng câu từng chữ một với tôi mà nói đây không phải là lá rụng về cội mà là một giao dịch tất cả người của thôn kế nương tôi đều phải đưa qua tộc khương thẩm kế đưa ra điều kiện tôi nghĩ ngợi một lát sau đó gật gật đầu nói sau đại lễ nhậm chức cô bèn là người lãnh đạo của tộc khương tách riêng một khu vực ra không hề khó nếu như có vấn đề tôi vẫn có thể tìm liễu tam nguyên thương lượng. Cùng lúc tôi dứt lời, thẩm kế đã đón lấy kim tiền hào và quyển sách trong tay tôi, có điều cô ta không hề lấy dương công bàn. Tôi hiện giờ chắc còn chưa dùng đến chiếc la bàn này, anh cứ cầm dùng đi, thêm nữa hiện giờ thôn kế nương còn có rắc rối, chúng tôi không thể lập tức đi ngay, giải quyết vụ việc này xong, tôi đi với anh. Chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi anh. Thẩm kế khẽ nói. Biết đều sẽ nói tôi thành khẩn trả lời thẩm kế hơi trầm ngâm một lát rồi lại nói một câu nếu khương manh đó là thị nữ của tiên sư thì tôi lấy cô ta về trước chắc không đáng ngại chứ tôi thì trực tiếp đem tấm thẻ bài thuộc về khâu xử đạo đó giao cho thẩm kế thẩm kế đón lấy xong thận trọng cất kỹ cô sắp xếp một người cho tôi tôi bảo hắn đưa khương manh tới cho cô tôi nói thẩm kế gật gật đầu cô ta cùng tôi rời khỏi cổng sau khi đánh một động tác tay lập tức từ trong căn nhà ở bên đường phía trước liền có hai người dân thôn nhanh chân đi lại thẩm kế bàn giao đơn giản xong bảo bọn hắn đi theo tôi trước lúc đi thẩm kế còn dặn dò tôi một câu mã bảo nghĩa đã bắt đầu thâm nhập vào thôn kế nương rồi cũng chẳng biết liệu có còn thủ đoạn gì khác không chung quy trong tình trạng giới nghiêm thì bảo tôi cẩn thận chú ý an toàn nếu cô ta cần tới tìm tôi thì sẽ đích thân tới chứ không để bất cứ người nào chuyển lời tôi gật gật đầu nói một chữ được ước chừng tất cả đều bàn giao hết xong thẩm kế quay người vào trong sân tôi thì cùng hai người dân thôn quay về khu nhà lúc đến cổng nhà tôi bảo hai người dừng lại không cho bọn họ theo tôi vào trong đẩy cửa bước vào một phát tôi liền nhìn thấy khương manh đang đi qua đi lại trong sân khương manh thấy tôi về lập tức liền đi đến trước mặt tôi hướng về phía tôi há há miệng bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi trong mắt toàn là biểu cảm bất an tôi quay người đóng cổng lại sau đó cười cười với khương manh giơ tay phải lên lộ chỗ lúc trước treo thẻ bài ở thắt lưng ra khương manh rất thông minh tôi vốn cho rằng cô ta sẽ vui mừng cười tươi như hoa nhưng không ngờ cô ta nhìn thấy xong một phát cả người đều cứng đờ lại quay về gặp người nhà họ liễu xong chắc là sẽ chuẩn bị đại lễ chưa chắc đã phải đợi ba tháng lệnh bài tôi giao cho cô ta trước rồi cô ta muốn cô qua đó cô chắc không có ý kiến gì chứ Tôi cố gắng nói bằng giọng điệu ôn hòa. Khương Manh thì lại miếm môi, cúi đầu, không nói một lời. Trầm mặt một hồi lâu sau, cô ta đột nhiên cúi người về phía tôi, hóa ra lại quỳ luôn xuống. Hành lễ khấu bái với tôi. Tôi vốn định qua ngăn cô ta lại, có điều giơ tay lên xong lại ngừng lại. Trong lòng khẽ thang, đây chắc là Khương Manh sắp phải qua bên chỗ thẩm kế, nên hành lễ với tôi. Tôi mà ngăn cản, thì trong lòng cô ta ngược lại sẽ bất an. Mấy phút sau, Khương Manh ngẩng đầu đứng dậy. "La tiên sư, Khương Manh nhận định anh là tiên sư, cho dù thẻ bài anh đã giao đi rồi, đại lễ sẽ thừa nhận người khác, tôi cũng vẫn sẽ nhận định anh là tiên sư. Tôi tin tưởng anh, nhiều hơn tin tưởng cô ta." Khương Manh khẽ lẩm bẩm. Tiếp đấy cô ta bèn cúi đầu xuống, đi ra phía ngoài cổng. Tôi ngẩn người, trong nội tâm ngược lại có chút thất vọng, thậm chí còn âm ỉ có đôi chút cảm giác mất mát đây là quyết định tôi đã đưa ra từ sớm thứ cảm giác chán nản thất vọng này khiến tôi rất không thích ứng nhắm mắt lại tôi đứng trong sân hồi lâu không nhúc nhích sau lưng truyền lại tiếng mở cửa ngay tiếp đó lại là tiếng đóng cửa yên tĩnh một lúc lại có tiếng bước chân khe khẽ lúc tôi lại lần nữa mở mắt phùng bảo và phùng quân xuất hiện ở cửa phòng bọn họ ngao sói thì đã đến trước mặt tôi chạy vòng vòng tôi xoa xoa đầu của ngao sói nó rất hưởng thụ dụi dụi vào tôi. Có điều dây tiếp theo, nó lại ngẩng đầu nhìn sang một hướng khác. Tuy có tường bao ngăn cách, nhưng hướng mà nó nhìn rõ ràng là phía ngoài thôn. La tiên sinh, Khương Manh đi thật rồi à? Phùng Bảo rụt rè dò hỏi. Rất rõ ràng, qua quá trình cùng sinh hoạt thời gian này, việc rời đi của Khương Manh cũng khiến Phùng Bảo âm ỉ hơi có chút vẻ hụt hẫng. Phùng quân trong tương đối bình thường, không lên tiếng nói gì. Đó là định mệnh của cô ta. Tôi giải thích. Phùng Bảo do dự một chút, rồi lại hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào? Đợi. Chuyện của cậu chắc đã hoàn thành một nửa rồi. Câu nói của Phùng Bảo khiến tôi hơi nheo mắt lại. Mã Bảo Nghĩa không dễ mà đối phó vậy đâu, hiện giờ thôn kế nương vẫn còn rất bị động, biết Mã Bảo Nghĩa sắp động thủ, nhưng chỉ có thể co cụm ở trong thôn, nguyên cả thôn người có thể động thủ đấu với huyết sát, chỉ có mình thẩm kế. Ngừng lại một lát, tôi bổ sung nói, đương nhiên còn có phù của tôi, có điều cho dù là chúng tôi cộng lại, cũng tương đối bị động, đặc biệt là khi Mã Bảo Nghĩa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ sắp sửa động thủ, y nhất định sẽ tính toán sẵn thực lực của hai người chúng tôi. cúi đầu nghĩ ngợi, cho dù là Phùng Bảo không nhắc nhở, tôi kỳ thực cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với Mã Bảo Nghĩa. Binh tới tướng chặn nước tới tường ngăn, trước nay đều là cách làm tương đối bị động. Nếu như Mã Bảo Nghĩa chuẩn bị xong hết tất cả, bắt đầu động thủ thì phiền phức của chúng tôi chắc chắn càng lớn hơn nếu như động thủ trước chiếm được tiên cơ của trận chiến hoặc giả có thể đánh cho mã bảo nghĩa trở tay không kịp mã bảo nghĩa hiện nay chắc vẫn đang ở trong nghĩa trang hôm qua tôi tới y cho thẩm cửu động thủ chắc chắn rất vội vã trên một phương diện nào đó tôi coi như đã phá hoại kế hoạch của bọn y y nhất định còn cần chuẩn bị rồi mới động thủ thời gian này thì thực chính là cơ hội của chúng tôi. Giây phút nghĩ đến đây, cả người tôi đều trở nên căng cứng, bởi vì tôi đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Bên trên Nghĩa Trang, thuộc nơi phong thủy hỗn loạn, âm khí cực nặng, điện thoại chắc là không dùng được. Đặc biệt là sau khi mấy người thẩm cửu biến thành thế này, hoàn toàn không giống với người bình thường, không tồn tại việc Mã Bảo Nghĩa biết trước, rồi ra lệnh cho thẩm cửu từ trước. Vậy thì chỉ có một khả năng, hoặc là Mã Bảo Nghĩa hiện giờ không ở Nghĩa Trang, mà ở tại thôn kế nương. Hoặc là trong thôn kế nương có tai mắt của y. Giây phút nghĩ rõ ra, tim tôi vụt một phát nhảy lên tận cổ họng. Sơ bà, tôi lẩm bẩm thốt ra hai chữ. Bởi vì Mã Bảo Nghĩa chắc chắn sẽ không vào thôn trong tình trạng không có xác chết, một khi có vào, cũng không mấy khả năng có thể che giấu được. Sơ bà tuyệt đối hiểu rõ về cấu tạo của thôn kế nương, vậy nên mụ ta ở đây là khả năng lớn nhất. Biểu cảm nghiêm túc khác thường của tôi cũng khiến Phùng Bảo và Phùng Quân không dám nói chuyện. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lúc này trời đã muộn, một phần tàn dương đỏ như huyết, màn đêm sắp buông. Cũng đúng vào lúc này, ngoài cổng đột nhiên vọng lại tiếng gõ cửa khe khẽ. Phùng Bảo đi qua mở cửa. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, bước vào trong là mấy người dân thôn, bọn họ phân biệt sách cặp lồng cơm, thần thái cung kính đi vào trong gian chính. Một lát sau, trên bàn bày đầy đồ ăn tiếp đấy bọn họ lại nhanh chóng rời đi trên cơ bản không ở lại thêm một phút la tiên sinh ăn chút đồ trước đã rồi suy nghĩ sau phùng bảo nhỏ giọng hỏi tôi tôi vào trong gian chính ngồi xuống trước bàn cũng gọi phùng bảo và phùng quân ngồi xuống lúc ăn đồ ăn bọn họ đã thả lỏng hơn không ít ít nhất là không còn câu nệ nữa chỉ có điều vẫn giữ yên tĩnh không làm phiền đến tôi trong đầu óc tôi nghĩ một lượt về toàn bộ sự việc còn đối với món ăn cầu kỳ trước mặt tôi ăn lại không thấy chút mùi vị gì chỉ là muốn nhét đầy bụng một cách máy móc ăn no xong buông đổ xuống tôi cũng gần như đã nghĩ rõ nên làm thế nào rồi tôi không thể khẳng định triệt để có phải là sơ bà ở trong thôn kế nương hay không nhưng xác suất là vượt quá chín phần nhưng chỉ cần đi lục soát một lượt là nhất định sẽ có kết quả hơn nữa việc lục soát này còn không được đánh động đến người của thôn kế nương một khi có bất thường gì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôi tự mình đi, hoặc giả có thể vượt ngoài dự liệu của người khác. Dù gì biểu hiện của chúng tôi hiện giờ đều không giống như đã phát hiện ra gì cả. Phùng Bảo, Phùng Quân, hai anh đừng tùy tiện rời khỏi khu nhà, đêm nay tôi phải ra ngoài một chuyến, nếu có người tới tìm tôi thì bảo với bọn họ tôi ngủ rồi. Bao gồm cả thẩm kế tới tìm tôi cũng vậy, hiểu chưa? Tôi ngẩng đầu mở miệng hai người phùng bảo và phùng quân đưa mắt nhìn nhau khe khẽ gật gật đầu tôi đứng dậy đi đến cửa gian chính ngao sói đang nằm bò ở đó nó thực sự là quá lớn tôi chỉ hơi hơi không người liền có thể sờ lên đầu nó xoa xoa đôi phát xong tôi nói tiểu hắc đêm nay mày theo tao ra ngoài chúng ta đi lôi một người ra ngoài lập tức ngao sói từ từ ngẩng đầu lên con ngươi vốn đỏ ao của nó hiện giờ ánh lên một tia màu xanh vẽ hung dữ lộ ra ngoài Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân trực tiếp về phòng luôn. Tôi thì ở trong sân lặng lẽ chờ đợi. Đồng thời cũng đã nghĩ xong một kế hoạch. Ngao sói rất nhạy bén, bất kể là cứu giác hay thính giác, muốn tìm ra sơ bà nhìn có vẻ khó, nhưng cứ đi một chuyến qua phòng quan tài chỗ mà mụ ở trước, nếu mụ không có đó thì cho Ngao sói qua ngửi quần áo mặc trên người là cũng đủ để lục soát. Khoảng chừng đến 9 giờ, trăng đã lên cao, trời đã về khuya hôm nay cũng bắt đầu có sương mù rồi. Sương mù mờ mịt, vành trăng treo trên bầu trời đêm vừa vặn hình thành một vành trăng quỷ. Đêm đen gió lộng, không thấy bóng. Bất kể là giết người hay trộm cắp, đều là thời cơ tốt. Đồng thời, thế này cũng tiện cho tôi và ngao sói ẩn nấp. Rời khỏi khu nhà, nhân lúc đêm tối ép sát tường mà đi. Thông kế nương lúc này yên tĩnh đến cực điểm. Đặc biệt là dưới làng sương mù, đồng cỏ ở phía bên kia đường cái càng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có điều cứ lúc lại có một hai con bò Tây Tạng phát ra tiếng trên rỉ, giống như đang kêu khóc vậy, toát ra nỗi sợ hãi âm ỉ. Ở đây bản thân đã cao so với mực nước biển, thời tiết của tháng 5 tháng 6 hiện giờ, ở nơi khác đã có nhiệt độ không thấp, nhưng đêm khuya kèm sương mù ở huyện các này lại hơi lạnh sọc vào người, trong hơi lạnh còn lẫn với chút điều hiu, lại cộng thêm tiếng trên rỉ của bò Tây Tạng, càng khiến người ta cảm giác trong làn sương mù ở bốn xung quanh đang ẩn giấu từng đôi mắt âm u khủng khiếp, khiến người ta rợn tóc gáy. Đi được một đoạn, tiếng trên rỉ đó ngày càng trở nên gấp gáp cao vút lên. Đang lúc tôi cảm thấy vô cùng quái dị và bất thường, thì ngao sói đột nhiên ngoảnh đầu, hướng về phía sương mù bên kia sổ một tiếng. Tiếng sổ này của nó không được coi là lớn, nhưng sức xuyên thấu cực mạnh, giống như trực tiếp xuyên luôn qua sương mù vậy. Giây tiếp theo, tiếng tụng, bò trên rỉ đó đột ngột im bạch tôi lập tức liền hiểu ra tại sao đám bò tây tạng kia lại kêu réo như vậy rồi đây sợ rằng chính là nỗi sợ hãi do sự uy hiếp của ngao sói gây ra cho chúng chẳng mấy chốc bên cạnh đã xuất hiện lối đi nhỏ lại tiến lên trước lờ mờ có thể nhìn thấy cổng từ đường kế nương tôi không vào trong từ đường kế nương mà thuận theo lối đi nhỏ tiến vào trong nỗ lực nhớ lại đường đi tôi tiếp tục men theo bờ tường tiến lên trước khả năng là bởi vì nguyên nhân thẩm kế hạ lệnh phong tỏa thôn cũng khả năng là bởi vì chỗ này đã tiếp cận phòng quan tài nên xung quanh yên tĩnh không một tiếng động không một bóng người tôi vẫn cứ giữ cảnh giác cao độ không dám thả lỏng tí chút nào cuối cùng lúc sắp đến tận cùng của lối đi tôi và ngao sói lại gần một căn nhà căn nhà này phần đuôi hẹp phần đầu rộng hình dạng giống như cổ quan tài phóng lớn giữa làng sương mông lung càng thêm chút hơi hướng âm u lạnh lẽo đã lâu không tới phòng quan tài, dường như ở đây càng âm u hơn so với trước. Tôi hơi đứng thẳng lưng lên, đi đến cửa phòng quan tài. Lúc trước còn lo lắng trên đường sẽ gặp phải phiền phức gì, kết quả bây giờ lại thuận lợi khác thường. Tôi chuẩn bị dùng tay đẩy cửa, nhưng lại ngừng một chút, vẫn cứ thận trọng lấy găng tay tiên xám ra đeo lên, rồi mới đặt tay lên trên cửa, dùng sức đẩy vào trong. Cánh cửa bằng đá phát ra tiếng động ken két, tôi dùng hết sức lực, cửa cuối cùng cũng bị đẩy mở tôi không hoàn toàn mở hẳn cửa ra, mà chỉ đẩy ra một khoảng rộng đủ để một người vào trong. Tiểu Hắc Tôi hạ thấp giọng gọi một câu, ngao sói trong nháy mắt đã lách người vào trong, tôi cũng lập tức nghiêng người vào trong phòng. Vào đến trong phòng quan tài, tôi lập tức mò lấy điện thoại ra, bật đèn tin lên soi sáng. Bức họa treo trên vách tường vẫn giống hệt như lúc trước nhìn thấy. Lượng lớn đàn ông, quỳ mọc dưới chân một người đàn bà, những người đàn ông đó mặc đều công thức hóa, người đàn bà thì rõ ràng là khuôn mặt như miếng sỏ dày. Trên mặt đất chất đống linh tinh những đèn lồng đỏ, dây lụa đỏ, cùng với một chiếc giường dùng để trang điểm. Ngao sói ngửi men theo chân tường, nhanh nhẹn dò xét xung quanh. Tôi nhìn qua một lượt, không nhìn thấy có chỗ nào khác thường, ngoài dãy vải trắng bị đội lên ở phía cuối ra, làm gì có vết tích của người nào. Ngao sói ngửi một lúc xong, đuôi của nó liền dựng ngược lên, rất rõ ràng là đang toát ra vẻ hưng phấn, chạy về phía dãy vải trắng kia. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đó sau khi lật đám vải trắng ấy ra, phía dưới chính là người. Đó là xác chết của các đời sơ bà. Ngao sói đã tới rồi, làm gì còn có thể giữ lại xác chết được. Chỉ có điều lúc này cần tìm sơ bà, không có thời gian cho nó đánh chén. Tiểu Hắc, làm việc chính, tao tìm một thứ cho mày ngửi, chúng ta cần tìm người. Tôi hạ thấp giọng gọi. Cùng lúc tôi dứt lời, bước chân của ngao sói liền chậm lại rất nhiều. Đuôi của nó cũng đều rủ xuống dưới không ít, đến phía trước đám vải trắng đó, ngửi ngửi xong, lại vẫy vẫy đuôi, rõ ràng là phát ra tiếng trên rỉ bất mãn. Cái biểu cảm đó lại còn có chút tuổi thân. Giống như đang bảo với tôi, tốc độ của nó sẽ rất nhanh vậy. Tôi không đoái hoài, đã đi đến bên cạnh giường, trên giường có một cổ quan tài, thằng lùng đó trước đây chính là nằm trong cổ quan tài này. Quan tài sát ở bên trong, phía bên ngoài thì là nơi nghỉ ngơi thường ngày của sơ bà trên chiếc giường bằng phẳng ngoại trừ gối ra cạnh giường còn có một chiếc lược một chồng quần áo tôi nhặt quần áo lên lại gọi một tiếng tiểu hắt chỉ có điều ngao sói không đi lại mà vẫn cứ lòng vòng quanh mấy cái xác chết phủ vải trắng kia tôi nhíu mày lại gọi làm việc chính trước đã đợi giải quyết xong chỗ của y có cả trăm cái xác huyết xác đủ cho mày ăn ở đây chẳng qua chỉ là xác khô mày ăn chỉ tổ mắt răng. Ngao sói lại vẫn cứ không nhúc nhích, nó đột nhiên hướng về chỗ vải trắng ở mạng bên phải nghe răng ra, rồi lại liếm liếm mép, cuối cùng mới đi về phía tôi. Có điều nó đi hai bước thì dừng một bước quay đầu nhòm một cái. Trong lòng tôi hơi có chút nghi hoặc. Lẽ nào cái xác chết này không phải là xác khô thông thường, vậy nên ngao sói mới thấy hứng thú. Ngao sói đã đến gần trước mặt tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ra có một số chỗ bất thường. Phía dưới đám vải trắng này có năm đôi chân. Tim tôi lập tức liền như treo lên, hơi thở cũng gấp gáp thêm vài phần. Trí nhớ tuy có chút mơ hồ, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, tôi lập tức liền nhớ lại, lần đó trong căn phòng quan tài này, xác chết của các đời sơ bà chỉ có bốn cái. Lấy đâu ra cái xác thứ năm? Tôi lập tức liền mò con dao găm đỡ âm linh ra. Ngao sói cũng ngửi ngửi quần áo trên tay tôi, nó đột nhiên nghe răng nanh nhọn hoắt lộ ra biểu cảm hung hãn đến cực điểm sủa ầm lên một tiếng quay người vụt chồng mạnh về phía chỗ tấm vải trắng ở mạng bên phải tốc độ của nó giống như một tia chớp màu đen vậy phải nhanh hơn động tác của tôi quá nhiều quá nhiều hơn nữa chỉnh thể độ lớn của nó bằng cả con nghé con chồng một cú thế này phía dưới tấm vải đó bất kể là xác chết hay là sơ bà đều tuyệt đối cực kỳ xui xẻo ngao sói ngửi xong quần áo mới có sự thay đổi này tôi đã khẳng định được tám phần dây tiếp theo phục phục mấy tiếng vang lên từ trong tấm vải trắng đó lại bắn ra ngoài nhiều cây kim bạc sáng bóng tốc độ của số kim này cực nhanh hóa ra đang trực tiếp đâm thẳng về phía mắt của ngao sói nó vụt lách người một phát giữa không trung chồng sang phía khác chân trước dính lên tường ngay tiếp đó chân sau hạ xuống vụt đạp mạnh một phát dây phút bắn người lên lại lần nữa chồng về phía tấm vải trắng đó biên độ động tác này của nó quá lớn tôi sợ bị nó đánh nhầm vội vàng dừng lại lùi ra sau tận mấy bước. Cùng lúc này, tấm vải trắng bị lật mạnh ra. Một mụ già đột ngột bị lộ ra ngoài. Mụ ta tuổi tác tầm năm 60, nước da trắng đến không chút màu máu, tóc hai bên mái và giữa trán được chải một cách gọn gàng, không một sợi rối. Tóc dài đến mức ít nhất phải quấn đến nguyên ba vòng ở thắt lưng. Quả nhiên là bà. Sơ bà. Tôi nén sự chấn động trong lòng lại, nghiêm giọng quát lớn, Ngao sói đã chồng đến trước mặt mụ, chỉ thấy mụ sơ bà đó sắc mặt lạnh lùng u ám, đột ngột phun ra tận mấy cây kim bạc. Lần đó ở trên núi kế nương mụ đã không chỉ một lần dùng chiêu này rồi. Thân người ngao sói lách sang bên một phát, có điều lần này nó không tiếp tục chồng ra chỗ khác, mà chỉ khiến mắt mình tránh khỏi kim bạc. Chỗ kim bạc đó bắn vào trong chân phải trước của nó, cơ thể nó rõ ràng rung rẩy một phát, nhưng chân trái thì vỗ một phát thật mạnh về phía ngực của sơ bà. Tôi vốn định gọi ngao sói lại, sợ nó đánh chết sơ bà, nhưng trong nháy mắt lại nhìn lại, không lên tiếng ngăn cản nó. Loại người như sơ bà, làm gì dễ chết như thế? Không đánh cho mụ không còn tí chút năng lực phản kháng nào, đợi lúc nữa lại phun ra mấy cây kim bạc, thì không trùng sẽ hại đến tính mạng người khác. Trong nháy mắt, chân trái của ngao sói đã đến trước ngực của sơ bà. Ba vòng tóc cuốn trên thắt lưng của sơ bà, đột ngột một phát bèn hoàn toàn rời ra trực tiếp phân thành ba biếm, trong đó hai biếm quấn lên trên cổ của ngao sói, biếm cuối cùng thì trực tiếp quấn lấy chân trái của nó. Sơ bà thuận thế tiếp lực, thân người bé nhỏ vọt một phát lên thẳng sau lưng của ngao sói. Mụ vụt ngửa đầu một phát, ba biếm tóc tết giật ngược ra sau, cổ của ngao sói trong nháy mắt bị thiết chặt, chân trái cũng rung rẩy xoạc sang bên một phát, mất đi lực chồng lên phía trước. Trầm một tiếng, nó đập thật mạnh xuống đất, tiếng động nặng nề hình thành hồi âm trong gian phòng. Tôi nhìn mà kinh hãi, còn may vừa nãy không ngăn ngao sói lại. Có điều lúc này, tôi cũng không thể tiếp tục bàn quan nữa, bởi vì sơ bà không chỉ ngửa đầu, mà hai tay mụ còn túng chặt lấy biếm tóc, dưới ánh sáng đèn pin chiếu rọi, trong biếm tóc của mụ hóa ra còn có từng chấm sáng lạnh lẽo xẹt qua. Biếm tóc đó còn hoàn toàn ngập hẳn vào trong phần lông trên cổ của ngao sói, lớp lông loáng thoáng trở nên ướt đẫm, đỏ quạt. Rõ ràng là trong biếm tóc có kim, chỗ kim này đâm vào trong da thịt của ngao sói nên mới chảy máu. Tôi ba bước chạy thành hai bước, lao nhanh đến bên cạnh ngao sói, trong nháy mắt rút dao găm đỡ âm linh ra, đâm một phát thật mạnh về phía cánh tay của sơ bà. Sơ bà vụt nghiêng đầu, con mắt đục ngầu của mụ trợn lên nhìn tôi, đôi môi mỏng mất máy, phục một phát phun ra hai cây kim bạc. Cây kim bạc này, trực tiếp bắn thẳng về phía ngực tôi. Cái thứ này mà bắn xuyên vào trong, thì nhất định sẽ lấy mạng của tôi lòng tôi quyết liều một phen, không hề tránh né. Con dao găm đỡ âm linh vẫn tiếp tục đâm mạnh xuống. Hằng tạp chủng, chết. Trong con mắt đục ngầu của sơ bà lộ ra ngoài một vẻ hưng phấn nanh ác. Rắc. Một âm thanh khẽ khẽ vang lên, một miếng ngói từ trên mái nhà vụt rơi xuống, lại còn cực kỳ trùng hợp rơi ngay đến trước ngực tôi. Trong tiếng rắc rắc giòn giả, miếng ngói giúp tôi chặn đòn đánh hiểm độc này của sơ bà, hai cây kim bạc đó bị đập thẳng xuống dưới đất, miếng ngói cũng chia năm xẻ bảy dưới sức mạnh của lực va đập. Tâm trí tôi xác định chắc chắn, sắc mặt không chút thay đổi, con dao găm đỡ âm linh vẫn không hề do dự. Phục một tiếng, trực tiếp đâm xuyên cẳng tay của sơ bà. Sơ bà hét thảm một tiếng, cánh tay đang giật biếm tóc lập tức liền buông ra. Ngao sói lúc này đã triệt để phát khùng, sủ ầm lên một tiếng, hất mạnh một phát. Sơ bà đang cưỡi trên lưng nó đã chỉ còn một cánh tay phải đang giật biếm tóc, căn bản không khống chế được ngao sói, một phát liền bị hất lên trên tường. Trong một tiếng trầm, dường như còn đi kèm với tiếng rách nhẹ của xương cốt bị nứt gãy, sơ bà rơi xuống, mềm hoặc trên đất, đau đớn run rẩy co giật. Mụ bị đâm xuyên cẳng tay, máu tươi ùng ùng chảy ra, vết thương lật ra ngoài, sâu thấy cả xương. Khóe miệng của mụ cũng có máu tươi rỉ ra, rất rõ ràng, dưới cú đập này, tạng phủ của mụ chắc chắn cũng đã bị nội thương. Mái tóc dài bạc trắng bị đánh bung ra của mụ rối bù xỏa trên mặt đất, làm nền cho khuôn mặt hung dữ nanh ác của mụ, trong thê thảm còn toát lên vẻ âm u đáng sợ. Ngao sói không hề dừng lại, đang từng bước từng bước áp sát sơ bà, nó đột nhiên vụt một phát nhất chân phải lên, dẫm một phát thật mạnh lên trên vai của sơ bà, sơ bà hự lên một tiếng, co giật dãy dụa càng mạnh hơn, nhưng rõ ràng không còn sức đánh trả. Lúc này tôi mới chú ý đến, trong cái miệng đang rỉ máu của mụ lại còn nhổ ra ngoài tận mấy cây kim bạc. Tôi sải bước đến trước người sơ bà, trầm giọng nói, tiểu hắc, hòm hòm rồi, để lại nửa cái mạng cho mụ. Ngao sói lúc này mới nhấc chân lên, đi lại hai vòng quanh người sơ bà, xong lại hướng về phía sơ bà nhe nanh gầm gừ. Tôi ngồi sổng xuống, chầm chầm nhìn vào mắt của sơ bà, lúc này lòng tôi đã bình tĩnh hơn không ít. Mày làm thế nào phát hiện ra tao? Giọng nói run rẩy của sơ bà vô cùng yếu ớt, quát ra vẻ đau đớn và giằng xé đến cực độ. Bà không cần thiết phải biết. Tôi lạnh nhạt trả lời. Bà ở trong thôn này, đang lên kế hoạch gì? Ngừng lại một lát, tôi trực tiếp hỏi thẳng. Mắt của sơ bà đã hơi nheo lại, đầu của mụ cũng dính sát đất, liếc xéo nhìn tôi, cười khẩy một tiếng, nhưng không hề mở miệng trả lời tôi. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, đang định tiếp tục hỏi, thì đột nhiên phát hiện, má của sơ bà dường như đang phồng lên, tiếp đấy lại hóc mạnh trở lại một chút, giống như đang nhai thứ gì vậy. Miệng của mụ máu tươi vốn chỉ là rỉ ra, nhưng giờ lại trực tiếp thành chảy ra ngoài luôn. Mặt tôi đột ngột biến sắc, vụt thò tay ra, một phát bóp lấy cầm của sơ bà. Sơ bà trên cơ bản chẳng có mấy thịt, chỉ còn da bọc lấy xương, tôi một phát thế này thứ túng lấy bèn là xương cầm cứng đơ đơ. Học xong quốc tướng, Bản năng tôi đã có sự lý giải cực kỳ thấu triệt đối với xương mặt, hai ngón tay gần như bóp vào khe xương của mụ. Mặt sơ bà lộ ra vẻ đau đớn, cứ thế bị tôi bóp há miệng ra. Trong miệng mụ đỏ lòng một mảng, máu thịt bầy nhầy, rõ ràng là đang cắn lưỡi. Bà định tự sát, làm gì dễ dàng thế? Tôi tức giận quát lên một tiếng. Một tay dùng dao găm đỡ âm linh rạch một phát trên áo mụ, tôi cắt luôn một mảnh vải xuống, vò thành một nắm, nhét vào trong miệng của sơ bà. Tôi tiện tay lại túm lấy đám tóc buông xỏa của sơ bà, vặn thành một sợi thừng, trực tiếp cuốn lên hai tay mụ, trói chặt mụ lại. Trong sợi thừng tóc còn lẫn nhiều cây kim bạc, bản thân tay tôi cẩn thận tránh chỗ kim đó ra, nhưng lại mặc kệ cho chúng đâm vào cổ tay của sơ bà. Toàn thân sơ bà rung lên như cây sấy, phần mặt vặn vẹo co giật, đôi con mắt đục ngầu oán hận chằm chằm nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng ư ử như giả thú dãy dụ sắp chết tôi nhìn lại mụ một lát sau đó giật mụ từ dưới đất dậy kéo thẳng mụ đi ra phía ngoài phòng quan tài tôi vốn dự định trong quá trình nói chuyện với sơ bà sẽ tóm lấy nhược điểm tâm lý của mụ sau đó dùng nghệ thuật nói cậy miệng mụ ra xem liệu có thể khiến mụ nói ra thêm thông tin gì không nhưng mụ lại trực tiếp tự sát luôn việc này liền khiến tôi hết cách thẩm vấn bức cung tôi không có thủ đoạn đó cũng không dằn lòng tàn nhẫn được tôi phải đem người giao cho thẩm kế thôn kế nương chắc có một hệ thống luật tộc hoàn chỉnh, chắc cũng có người chuyên phụ trách hỏi cung. Dù gì ở đây cũng giống như một tộc Khương Thu nhỏ. Giây phút nghĩ đến đây, tôi ngẩn ra một phát, lẩm bẩm nói, tộc Khương Thu nhỏ. Ngao sói theo tôi cùng đi ra ngoài, nó ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn tôi một cái, vẫy vẫy lông. Sau khi ra khỏi phòng quan tài, tôi lôi theo sơ bà đi thẳng theo lối đi nhỏ ra phía ngoài. Trước tiên đi qua phía trước khu nhà chúng tôi vào ở, Tôi không dừng lại vào trong, bởi vì việc này hoàn toàn không cần thiết phải đợi thêm một đêm. Tôi tiếp tục kéo lê sơ bà, đi thẳng qua phía chủ tế cư, ngao sói đi sát sau lưng tôi. Lúc đi được nửa đường, thì sơ bà nói thế nào cũng không chịu đi nữa, mụ ngồi bệt luôn ra đất, tôi phải cưỡng chế kéo giật mụ lên, mới có thể miễn cưỡng tiến lên trước, việc này liền tốn không ít thời gian và sức lực. Có điều lúc gần đến chủ tế cư, lập tức liền có tiếng bước chân từ trong sương mù ở xung quanh truyền lại ở đây không so được với những nơi khác có dân thôn của thôn kế nương liên tục canh gác việc này nằm trong dự liệu của tôi đợi lúc tôi đến cổng của chủ tế cư xung quanh ít nhất đã có gần chục người dân thôn bọn họ nghi ngờ kinh ngạc nhìn tôi càng giận dữ nhìn sơ bà rõ ràng đối với tôi bọn họ vẫn có sự tin tưởng còn đối với kẻ phản đồ sơ bà này trong mắt bọn họ rõ ràng chỉ còn lại hận thù rồi nỗi hận mãnh liệt đó rõ ràng là muốn giết chết mụ cho hả lòng hả dạ. Mở cửa, tôi cần gặp thẩm kế. Tôi trực tiếp mở miệng. Có hai người dân thôn lập tức liền đi nhanh qua, đẩy mở cổng của từ đường ra. Tôi một phát sải bước qua cổng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến tôi ngẩn ra. Trong gian chính của từ đường, có một chiếc bàn án dài, thẩm kế đang cúi người bên trên, tay phải cầm một quyển sách, tay trái chống lên trán vẻ như đã cực kỳ buồn ngủ rồi, nhưng vẫn đang trong đèn đọc sách dây tiếp theo thẩm kế ngẩng đầu lên cô ta không nhìn tôi ánh mắt chỉ hướng về phía sơ bà vẻ kinh ngạc và sát khí xẹt qua trong mắt cô ta tiếp đó liền chỉ còn lại lạnh như băng tuyết cô ta đang nghe truyện trên tv audio cv cất quyển sách trong tay đi rời khỏi chiếc bàn án dài bước đến trước mặt sơ bà tôi không đợi thẩm kế nói gì bèn trực tiếp lùi sau ngao sói cũng theo tôi đi sang một bên những dân thôn còn lại kia nhường lối cho chúng tôi nhưng ngược lại vòng trong vòng ngoài vây lấy sơ bà bà là người của thôn kế nương giọng nói lạnh lùng tàn khốc của thẩm kế vang vọng trong sân sơ bà miễn cưỡng ngẩng đầu lên da mặt mụ căng cứng trong mắt thì lại giống như chẳng có chuyện gì phát sinh cả nhưng từ trong hơi thở trên người mụ tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự sợ hãi của mụ bà là sơ bà do thôn chọn ra là thị nữ hầu hạ kế nương nhưng bà lại phản bội thôn phản bội số mệnh của bà, vấy bẩn danh dự của hai chữ sơ bà này. Không chỉ có thế, bà còn muốn hại chết người của toàn thôn, bà đúng thật khiến ta thất vọng, khiến sư tôn thất vọng, càng khiến thôn thất vọng. Giọng nói lạnh lùng của thẩm kế toát ra vẻ uy nghiêm, sát khí trong lời nói thì càng lộ rõ. Ta vốn nên lập tức đem bà đi xử cực hình, nhưng bà còn có chuyện chưa nói, thì không được chết dễ dàng như vậy. Giây phút câu nói này dứt lời, nỗi khiếp sợ trong mắt sơ bà liền càng không đè nén nổi. Trong miệng mụ phát ra tiếng ư ứ, trên khuôn mặt vặn vẹo toát ra vẻ ác liệt và dứt khoát. Rõ ràng là mụ vẫn còn có dự định cắn lưỡi, nhưng tôi đã nhét vải vào miệng mụ, mụ làm sao mà cắn nổi. Bà thông đồng với kẻ ngoại lai đó xâm hại thôn như thế nào, một năm một mười kể rõ ra, nếu không. Lời của thẩm kế ngừng lại, cô ta lại nhìn sang tôi, đột nhiên nói, la thập lục, các anh rời đi đã, đây là chuyện riêng của thôn kế nương, không tiện cho người ngoài nghe. Tôi không hỏi thêm gì cả, dẫn theo ngao sói, quay người đi ra phía ngoài. Nhưng tôi lại âm ỉ có vài phần kinh hãi, đó chính là cực hình của thôn kế nương rốt cục là hình pháp như thế nào. Lúc trước sơ bà nửa đường đã ngã bệt ra không đi tiếp, chắc chính là nguyên nhân này khiến mụ sợ hãi. Bao gồm cả sau khi thẩm kế nói đến cực hình xong, mụ bèn càng muốn dãy dụ cắn lưỡi. Có thể tưởng tượng được hình phạt này chắc chắn rất tàn khốc, chỉ đơn thuần nghĩ đến cũng đều khiến người ta suy sụp. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chân đi ra khỏi cổng, quay đầu lại nhìn một cái, sơ bà đã bị áp giải vào trong hành lang ở bên cạnh. Tôi không hề nhắc nhở thẩm kế nên hỏi những gì. Thứ mà cô ta hỏi hoặc giả còn sẽ nhiều hơn những gì tôi muốn biết. Việc này liên quan đến sự an nguy của thôn kế nương, cô ta tuyệt đối sẽ không khinh suất. Sau khi về lại khu nhà Tôi trước tiên kiểm tra một chút thương tích chân phải trước của ngao sói, chỗ kim bạc đó chắc là bị ngao sói vẫy ra ngoài rồi, chỉ lờ mờ còn có ít vết máu, cũng không có bất kỳ hiện tượng trúng độc nào. Tôi xoa xoa cái đầu ngao to đùng của nó, trên mặt cũng thả lỏng xuống không ít, ngao sói dụi dụi vào người tôi, ư ử trên rỉ sủa khẽ mấy tiếng, rồi bèn quay thân người to như con né của nó, về trong phòng của phùng bảo và phùng quân, tôi cũng quay người về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày hôm nay nghỉ ngơi đều rất ít, nhưng giấc ngủ này lại khiến tôi ngủ không yên bởi vì tôi liên tục nằm mơ ban đầu vẫn là giấc mơ lúc trước tôi đứng ở trên con đường sương mù lốm đốm trong thôn kế nương ở trước mặt là thẩm kế tay cầm gương bát quái phía sau lưng tôi bèn là mã bảo nghĩa duy một điểm không giống là sơ bà không thấy đâu nữa trên cổ của mã bảo nghĩa treo ba cái đầu người trong đó có một cái bèn thuộc về sơ bà hơn nữa mã bảo nghĩa trong giấc mơ lúc này rõ ràng càng âm u hơn so với trước đây. Đám huyết sắc phía sau lưng y thì càng được dán phù soạn màu xanh thẫm từ trên đỉnh đầu, cho dù là trong mơ, thứ áp lực này cũng khiến tôi ngột ngạt đến khó mà thở nổi. Nửa đầu đêm, tôi cứ liên tục bị cơn ác mộng này đeo bám, đến nửa sau đêm, giấc mơ bắt đầu có sự thay đổi. Thông kế nương trở nên hoang vắng một vùng, khắp nơi đều là tàn dư xác chết. Mã Bảo Nghĩa đứng ở bên ngoài cổng chủ tế cư, dưới chân dẫm lên âm tiên sinh giờ đã như bộ xương khô. Mà trong giấc mơ này, thẩm kế lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cảm giác bức bối biến thành nỗi sợ hãi không nói được bằng lời. Lúc tôi từ trong mơ tỉnh dậy, trong phòng ánh nắng đã sáng tỏ. Trong phòng tôi có người. Hơn nữa còn không chỉ một người. Thẩm kế ngồi bên cạnh giường tôi đọc sách, Khương Manh thì cung kính đứng ở sau lưng thẩm kế. Tỉnh rồi. Thẩm kế thản nhiên nói. Tôi thở hắt ra một hơi, nhay nhay tâm mày ngồi dậy. Nhìn sang thẩm kế, trong lòng tôi cười khổ. Khương manh thì cũng không tính, bởi cô ta hành động là do bị quy tắc hạn chế, còn thẩm kế thì vẫn giống hệt trước đây, chẳng thay đổi gì mấy. Xua bỏ những ý nghĩ hỗn tạp đi, trong ánh mắt tôi nhìn sang thẩm kế lại có vẻ nghiêm trọng không đè nén nổi. Anh rất lợi hại, sơ bà bị thương đến mức độ ấy, không đơn giản là bản lĩnh của con ngao sói đó, sơ bà rất sợ anh, bà ta nói anh rất kỳ dị, giống như vong khách vậy. Trong ánh mắt thẩm kế nhìn sang tôi, rõ ràng toát ra vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ. Tôi không giải thích, có điều tôi biết rõ, nguyên do trong đây chắc chắn là sơ bà dùng kim bạc tấn công tôi, tôi căn bản không tránh né, nhưng miếng ngói rơi xuống dưới lại giúp tôi chắn được đòn tấn công chí mạng này. Cảnh tượng ấy khiến sơ bà sợ hãi. Cô đã hỏi được những gì rồi? Hít sâu một hơi, tôi hỏi thẳng vào vấn đề mã bảo nghĩa sở dĩ mê mẩn kế nương đến như vậy là bởi vì kế nương có một thủ đoạn có thể tạo ra xác sống thẩm kế nói một cách thản nhiên xác sống thành xác chính người tùy tùng đó chính là được tạo ra bằng cách đó thứ mà mã bảo nghĩa muốn chính là thứ này hơn nữa y còn muốn nghiên cứu kế nương có được một xác chết vũ hóa đối với thợ đuổi xác mà nói xác chết càng tốt thì càng khiến chúng khát khao và điên cùng tim tôi đập đánh thịt một phát bởi vì những gì thẩm kế nói quá mức khủng khiếp. Tồn tại của xác sống là chấp niệm to lớn trước khi chết dẫn đến việc chết không tắt thở, giữ lại một hơi thở thành xác chết di động. Kế nương hóa ra còn có thể trực tiếp chế tạo xác sống. Số 9 tùy tùng đó đích thực là mạnh, trần mù, bà cụ hà, cộng thêm tôi, trên cơ bản đều bị mấy tên tùy tùng đó áp chế hoàn toàn. Mã Bảo Nghĩa với tư cách người đuổi xác, đây đích thực là một sự cám dỗ không thể chống đỡ, thêm nữa còn cả cái xác chết kế nương sắp sửa vũ hóa này nữa ngoài ra tôi cảm thấy tán ảnh quan sơn của kế nương đối với mã bảo nghĩa mà nói ngược lại chẳng có sức hấp dẫn nữa suy nghĩ xác định xong tôi đang định tiếp tục hỏi thì thẩm kế như biết được tôi định nói gì vậy trực tiếp mở miệng nói bọn chúng vốn định mượn tay thẩm cửu thả độc xác chết vào vị trí nguồn nước then chốt ở trong thôn đồng thời từng bước xâm chiếm thôn từ bên trong vừa thả mấy người thẩm cửu về thì liền gặp anh vào thôn sơ bà rất ghét anh trực tiếp liền định dùng thẩm cửu để cử anh nhưng không ngờ lại bị anh xử lý tám người bọn họ thời gian mấy tháng mà một người đàn ông chỉ có thể vung gậy gỗ lại có thể tay không đấu với tám người bị độc xác chết khống chế anh khiến sơ bà sợ chết khiếp tôi đến giờ vẫn rất kinh ngạc thẩm kế tiếp tục nói tôi thở hắt ra một hơi dài lắc lắc đầu nói bị ép thôi thẩm kế tiếp tục nói mã bảo nghĩa hiện giờ còn chưa biết sơ bà bị bắt cũng chẳng biết mấy người thẩm cửu bị chúng ta khống chế rồi y đang đợi đợi ba ngày sau khi gần như toàn bộ chúng ta đều trúng độc xác chết y mới sẽ vào thôn tôi dự định bố trí thiên la địa võng khiến y mọc cánh khó thoát tôi lại lắc lắc đầu nói lời của sơ bà không đáng tin anh không biết cực hình ở thôn kế nương đại biểu cho điều gì bà ta sẽ không dám to gan lừa tôi thẩm kế trả lời chắc nịch mã bảo nghĩa đã biết rồi hơn nữa ở trong thôn nghênh chiến nhất định sẽ thua cô khả năng sẽ chết thậm chí tôi cũng sẽ mất mạng không được ở trong thôn đợi như thế là ngồi im chờ chết tôi trầm giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ một đầu mày thẩm kế nhíu chặt lạnh giọng nói tại sao anh không hiểu thực lực của thôn kế nương cô ta trực tiếp phản bác đợi sau khi cô trở thành âm dương tiên sinh cô liền sẽ biết tại sao nếu như không tin, tôi bói cho cô một quẻ, thế nào? Tôi đưa tay, lập tức lấy kim toán bàn ra. Thẩm kế trầm mặt không nói, chỉ nhìn kim toán bàn trong tay tôi. Kỳ thực nếu đổi thành trước đây, thẩm kế chắc sẽ trực tiếp từ chối tôi. Có điều hiện giờ tôi lại biết, nguyên nhân khiến cô ta do dự là bởi vì cô ta cũng bắt đầu học âm dương thuật. Tôi và âm tiên sinh không chỉ từng nói chuyện một lần, rằng phải tin phong thủy. Đối với một âm dương tiên sinh mà nói, thì chính là cần tin âm dương, tin mệnh số sớm đã có trời định, nếu không bèn tuyệt đối không thể nào thực sự lý giải âm dương thuật, cũng không thể nào tin thông. Quẻ này không phải không bói không được, mà chỉ là để khiến thẩm kế tin tưởng tôi, tin tưởng âm dương tiên sinh. Điều này đối với cô ta mà nói, kỳ thực cũng cực kỳ quan trọng. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Khương Manh cực kỳ biết điều lách người lùi sau, một lát sau, liền chỉ còn lại hai người tôi và thẩm kế. Tôi đã xem sơ kim tiền hào một lượt, tôi biết âm dương tiên sinh, một khi đã bói thì quyết không sót quẻ, không bói ra được bèn là quẻ loạn. Lần trước từ vị phát quỷ ra ngoài, tôi đã được thấy thủ đoạn của anh rồi, anh bói rất chuẩn, sư tôn từng đánh giá anh rất cao. Thẩm kế khẽ mở miệng. Tôi hơi thở vào một chút, đồng thời cũng cho rằng thẩm kế chắc sẽ để tôi bói. Ngồi ở cạnh giường, tôi trực tiếp đem kim toán bàn đặt nằm ngang trên đầu gối có điều còn chưa đợi tôi hỏi sinh thần bác tự thẩm kế đã lắc lắc đầu nói quẻ bói này không gieo được tôi nhíu mày nói tại sao sinh thần bác tự của tôi chỉ có sư tôn biết ngoài sư tôn ra chỉ có cha mẹ tôi biết chứ tôi không hề biết thẩm kế trả lời lòng tôi kinh ngạc có điều trong nháy mắt tôi cũng lý giải đối với người thường mà nói sinh thần bác tự là ngày tháng năm sinh của mình người người đều biết nhưng đối với thẩm kế mà nói từ khi cô ta ra đời thì đã mang một mạng sống không thuộc về bản thân âm tiên sinh định sẵn quỹ đạo cả cuộc đời cho cô ta không cho cô ta biết sinh thần bác tự bèn rất bình thường giây tiếp theo thẩm kế lại cười một tiếng bản thân tôi thì đồng ý để anh giúp tôi bói một quẻ có điều tôi không muốn dùng trong chuyện này nghĩ lại một chút anh bắt sơ bà về khống chế được thẩm cửu hành động của mã bảo nghĩa đối với thôn kế nương anh toàn bộ đều ngăn chặn trước tôi có thể tin tưởng anh vậy bèn coi như anh nợ tôi một quẻ thế nào trước khi rời khỏi thôn kế nương đi qua tộc khương tôi sẽ hỏi ra được sinh thần bát tự của tôi ánh mắt thẩm kế đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều việc này sự thay đổi thái độ đột ngột của thẩm kế là bởi vì quẻ bói mà tôi nói này chỉ có điều cô ta không bởi vì mù quáng tin tưởng thôn kế nương có thể đối phó với mã bảo nghĩa mà tin tưởng cách nói của tôi cũng khiến tôi thở vào một tiếng tôi gật gật đầu thẩm kế đột nhiên lại hỏi quẻ đầu tiên của anh cho ai rồi dẹp loạn phản chính đã dùng chưa vấn đề này của cô ta khiến tôi có chút trở tay không kịp chỉ có điều nội dung mà cô ta hỏi cũng không phải là bí mật bắt buộc phải giữ kín đương nhiên đối với người ngoài mà nói thì là như vậy tôi không cần thiết phải giấu thẩm kế tạo thành ngăn cách dù gì cô ta cũng đã đồng ý sẽ đi làm tiên sư chú trần tôi trả lời một cách nhanh gọn thẩm kế gật gật đầu vẻ nghĩ ngợi một lát sau cô ta lại nói anh nói động thủ ở trong thôn kế nương chúng ta sẽ thua chắc chắn phải chết vậy ra tay trước bằng cách nào trực tiếp đánh thẳng lên núi tôi cảm thấy chưa chắc đã thắng được dù sao đó cũng là sân nhà của mã bảo nghĩa sơ bà chết rồi à tôi hỏi thẩm kế ngừng lại một chút gật gật đầu mí mắt tôi hơi giật thở mạnh ra một hơi. Kỳ thực vừa nãy tôi còn hơi nghĩ sơ lược một chút, sơ bà chắc là sẽ chết, thì mới sát với điềm báo trong giấc mơ đó của tôi, nhưng không ngờ rằng mụ ta lại chết nhanh như thế. Lúc này thẩm kế mở miệng giải thích, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôi không động thủ, cũng không có bất cứ người nào động thủ, chỉ là đem sơ bà đưa vào trong giới luật đường của các đời sơ bà, trong đó còn có xác chết của sơ bà đời đầu tiên, trong phòng quan tài chỉ là xác chết của các sơ bà từ đời thứ hai giới luật của sơ bà bèn là như vậy nếu như sơ bà phản bội lại thôn thì đưa vào trong giới luật đường kết cục của bà ta chính là trừng phạt dành cho bà ta nếu bà ta sống sờ sờ đi ra ngoài chúng tôi cũng không thể tiếp tục làm khó bà ta đương nhiên sơ bà bị đưa vào trong giới luật đường thông thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì thực hình cũng sẽ được hoàn thành ở trong đó mí mắt tôi giật càng mạnh hơn xác chết của sơ bà đời thứ nhất là xác sống hay là phá xác tôi hơi suy đoán một chút nếu là xác sống hoàn thành cực hình thì nhất định không có tính người nếu như là phá xác thì bèn là bị trúng vong lẽ nào là khiến sơ bà tự mình hành hạ kết liễu chính mình thẩm kế không nói đặc biệt rõ ràng đây là bí mật của thôn kế nương tôi cũng không tiện hỏi nhiều cái chết của sơ bà làm đảo lộn kế hoạch của tôi tôi vốn dự định lợi dụng mụ để dụ mã bảo nghĩa ra bây giờ thế này xem ra rất khó làm được rồi chỉ có thể mượn xác chết của mụ thử làm mồi nhữ không chừng có thể dụ mã bảo nghĩa tới. Trong lúc suy nghĩ tôi cũng bảo với thẩm kế, chúng tôi không nên chiến ở trong thôn kế nương, cũng không lên núi kế nương, đối với cô ta mà nói, hoặc giả thôn kế nương là sân nhà, đó là bởi vì thuật phong thủy của cô ta vẫn chưa đủ tinh thông, cô ta vừa mới có được dương thuật, cũng chưa học được, không phải là âm dương tiên sinh. Một khi tinh thông thuật phong thủy xong, đối với một phong thủy tiên sinh mà nói, sân nhà chính là núi non sông hồ, chỉ cần là nơi có phong thủy phong thủy tiên sinh đều như cá vào nước, nếu thành âm dương tiên sinh, thì còn có mệnh số bảo hộ. Rõ ràng, những lời mà tôi nói, khiến thẩm kế vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn lộ ra vẻ mong muốn khát khao. Mệnh số bảo hộ là gì? Thẩm kế nghiêm túc hỏi. Tôi hơi trầm ngâm một chút, trả lời, tôi cùng mặt đối mặt với Dương Hạ Nguyên, lão không giết nổi tôi. Sơ bà phun kim thẳng vào ngực tôi, cũng bị viên ngói từ trên mái nhà rơi xuống đánh bỏ. Ban đầu tôi nói rất ung dung, nhưng đến phía sau, trong giọng điệu cũng toát ra một luồng khí không tả ra được, luồng khí đó, xuyên suốt tứ chi bách huyệt của tôi. Tôi chầm chầm nhìn thẩm kế, tiếp tục nói, nếu kế nương vẫn còn, tôi tay không tất sắc đi đến trước mặt bà ta, tôi nói bà ta không giết nổi tôi, bà ta bèn không có bản lĩnh đó. Đây, chính là mệnh số bảo hộ. Cũng là nguyên nhân sơ bà nói tôi giống vong khách. Khuôn mặt thẩm kế đột nhiên trở nên cứng đờ, cô ta bịch bịch lùi ra sau hai bước, thậm chí đến sắc mặt cũng đều hơi có chút tái nhợt. Giây tiếp theo, cô ta ôm lấy ngực, nhìn sang bên cạnh, lúc này mới dịu đi nhiều. Lúc cô ta lại ngẩng đầu lên, nhìn đối diện với tôi, ánh mắt đều có vài phần thẳng thốt. Tôi nhíu mày, đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng, giống như hồi đó lần đầu tiên nhìn thấy liễu dục chú, lần đầu tiên nhìn thấy âm tiên sinh, thậm chí là Dương Hạ Nguyên và Viên Hóa Thiệu, bọn họ đều cho tôi thứ áp lực và uy hiếp ấy hiện giờ đối với thẩm kế tôi cũng có sự uy hiếp thuộc về âm dương tiên sinh đó đương nhiên trước đây đều chưa có tình trạng này giờ chắc là do nguyên nhân thẩm kế đã xem dương thuật bắt đầu học âm dương thuật tinh thông âm dương thuật bèn sẽ có thứ mệnh số bảo hộ này đúng chứ thẩm kế hỏi tôi gật gật đầu trả lời là không sai anh quyết định chúng ta sẽ ở đâu ôm cây đợi thỏ tiêu diệt mã bảo nghĩa thẩm kế câu chữ kiên định tôi cần có một tờ bản đồ thông kế nương và núi kế nương cùng khu vực phụ cận còn cần phải chuẩn xác hơn nữa có phương vị cơ bản tôi mở miệng nói nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha